nhuận giả định là 15% mỗi năm. Bạn của bạn tích lũy được số tiền là hơn 2 tỷ 700 triệu đồng. Trong khi đó, bạn cứ đợi chờ cho những đợt sóng giảm đi, nhưng nó không bao giờ xảy ra. Nhưng khi nhìn thấy số tiền của người bạn tăng trưởng đều đặn, bạn có thêm tự tin để đặt chân xuống nước. Vì vậy, bạn bắt đầu đầu tư mặc dù đã bỏ lỡ 5 năm. Do đó, bạn cố gắng đuổi kịp, nên bạn đầu tư số tiền gấp đôi mỗi tháng trong 5 năm. Cuối cùng, bạn đầu tư với cùng số tiền như người bạn, nhưng sau 5 năm, bạn tích lũy được ít hơn, chỉ là khoảng 1 tỷ 800 triệu đồng. Điều này có nghĩa là việc trì hoãn đầu tư đã làm bạn phải trả giá. Để bù lại khoản đó, bạn sẽ phải có một vài lựa chọn. Bạn có thể phải đầu tư số tiền gấp 3 lần số tiền anh bạn của bạn đầu tư mỗi tháng và hy vọng đạt được lợi nhuận cao hơn. Sự kỳ vọng vào lợi nhuận không phải là hoàn toàn không thể, nhưng bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro cao hơn rất nhiều. Bạn bất ngờ vì sao khoản tiền của bạn lại sinh lời nhiều hơn rất nhiều. Khái niệm này được gọi là lãi kép. Đơn giản thôi, lãi kép làm cho một khoản tiền nhỏ đầu tư trong dài hạn tăng trưởng thành khoản tiền lớn hơn rất nhiều. Đó là vì lãi sinh lãi và bạn sẽ được hưởng lãi kép chỉ khi bạn đầu tư liên tục lâu dài. Hãy lấy ví dụ đơn giản hơn nhé. Ví dụ bạn đầu tư 50 triệu đồng trong một năm và đạt được lãi suất 10%. Vào cuối năm đầu tiên, bạn sẽ có 55 triệu đồng. Nếu số tiền đó vẫn được đầu tư thêm một năm nữa với cùng lãi suất, thì vào cuối năm thứ hai, bạn tích lũy được 60 triệu rưỡi đồng. Nếu bạn tiếp tục để tiền đó đầu tư trong 10 năm, thì số tiền cuối cùng bạn có được là gần 130 triệu đồng. Thật là một số tiền đáng kể có được từ khoản đầu tư ban đầu chỉ là 50 triệu đồng. Nói cách khác, lãi kép là tiền lãi bạn kiếm được từ chính tiền lãi của bạn. Bạn thấy đấy, số tiền bạn tích lũy được không chỉ phụ thuộc vào bạn đầu tư bao nhiêu, mà quan trọng hơn hết là bạn đầu tư trong bao lâu. Điểm mấu chốt là cần đầu tư sớm, thường xuyên và liên tục. Vì thế, đừng lãng phí thời gian trong chừng sóng. Hãy yên tâm tắm biển, biển lớn đang chờ bạn. Hy vọng các bạn thấy thú vị khi xem đoạn phim này. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về những khái niệm đầu tư khác. Bạn cũng có thể viết thư phản hồi cho chúng tôi tới email nhadoutua@vcbf.com. Đầu tư quỹ mở có thể có các rủi ro thị trường, nên bạn cần đọc kỹ tài liệu của các quỹ mở cẩn thận. Để tham gia đại hội trực tuyến, nhà đầu tư cần chuẩn bị thiết bị có kết nối Internet. Nhà đầu tư truy cập theo đường link đã được gửi trong thư mời và chọn đăng nhập dành cho nhà đầu tư, nhập tên tài khoản là số chứng minh nhân dân, căn cước công dân và mật khẩu đã được gửi trong thư mời, sau đó chọn đăng nhập. Trong trường hợp quên mật khẩu, nhà đầu tư chọn nút quên mật khẩu. Để truy cập vào phòng họp trực tuyến, nhà đầu tư chọn vào nút tôi xác nhận tham dự đại hội. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc đại hội. Nhà đầu tư nếu đồng ý với các nội dung cần biểu quyết thì chọn tán thành, nếu không đồng ý thì chọn không tán thành. Nếu không có ý kiến gì, chọn không ý kiến. Sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Để bế mạc cuộc họp sẽ cần các nhà đầu tư biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết đại hội. Nhà đầu tư đồng ý với biên bản và nghị quyết đại hội thì chọn tán thành, nếu không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì thì chọn không ý kiến. Sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Nhà đầu tư có thể chọn vào tải xuống file kết quả biểu quyết về thiết bị của mình để phục vụ lưu trữ và đối chiếu khi cần thiết. Hướng dẫn nhà đầu tư gửi ý kiến. Nhà đầu tư chọn vào biểu tượng đăng ký thảo luận phía dưới góc phải màn hình. Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi chọn gửi.
Kính thưa quý nhà đầu tư, nếu quý vị nào sở hữu chứng chỉ quỹ của nhiều quỹ thì vui lòng mở tất cả các đường link mà chúng tôi đã gửi cho quý vị để đăng ký, vì mỗi quỹ là một đường link khác nhau. Sau đây, kính thưa quý nhà đầu tư ạ, lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để tham dự trực tuyến Đại hội Nhà đầu tư thường niên của VCBF năm 2023. Xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng nhất. Đại hội Nhà đầu tư thường niên VCBF 2023 sẽ được diễn ra dưới hình thức trực tuyến và được phát trên các kênh truyền thông của VCBF. Và để bắt đầu chương trình hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu các thành viên của chủ tọa đoàn. Thứ nhất là ông Mạc Quang Huy, Chủ tịch Ban đại diện quỹ. Bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên độc lập của Ban đại diện quỹ. Tiến sĩ Vũ Quang Đông, Tổng giám đốc công ty VCBF. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư công ty VCBF. Bà Dương Kim Anh, Đồng giám đốc đầu tư công ty VCBF. Ông Nguyễn Triệu Vinh, Phó giám đốc đầu tư công ty VCBF. Ông Phạm Ngọc Ninh, trưởng phòng pháp chế kiêm trưởng phòng kiểm soát nội bộ công ty VCBF và là thành viên ban đại diện quỹ. Tham dự đại hội hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự tham gia của bà Vũ Minh Hiền, đại diện của ngân hàng Standard Chartered, ngân hàng giám sát của các quỹ mở VCBF. Về phía quý nhà đầu tư, chúng tôi xin trân trọng thông báo, vào lúc này thì chúng ta đã có sự tham dự ủy quyền, tham dự trực tuyến của 62 nhà đầu tư, sở hữu và đại diện cho hơn 4 triệu đơn vị quỹ, chiếm 58,02% tổng số đơn vị quỹ của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF. Bên cạnh đó là sự tham dự và ủy quyền tham dự của 160 nhà đầu tư sở hữu và đại diện cho hơn 7 triệu đơn vị quỹ, chiếm 52,3% tổng số đơn vị quỹ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF. Cùng với sự tham dự và ủy quyền tham dự trực tuyến của 39 nhà đầu tư sở hữu và đại diện cho hơn 5 triệu đơn vị quỹ, chiếm 74,9% tổng số đơn vị chứng chỉ quỹ của Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF. Và cuối cùng là sự tham dự và ủy quyền tham dự trực tuyến của 236 nhà đầu tư sở hữu và đại diện cho hơn 17 triệu đơn vị chứng chỉ quỹ, chiếm 55,6% tổng số đơn vị quỹ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF. Căn cứ vào điều 23 của điều lệ của 4 quỹ bao gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF, Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF, Ban kiểm tra tư cách nhà đầu tư tuyên bố Đại hội Nhà đầu tư thường niên của cả 4 quỹ trên đã đủ điều kiện tiến hành. Trước hết là phần thông qua chủ tọa đoàn, chương trình đại hội, ban kiểm phiếu và ban thư ký. Theo điều 23 của điều lệ quỹ, ông Mạc Quang Huy, chủ tịch ban đại diện quỹ, sẽ là chủ tọa của đại hội. Chương trình đại hội của 4 quỹ hôm nay, chúng tôi đã gửi tới quý vị cùng thư mời họp. Sau đây thì tôi xin phép được giới thiệu ban kiểm phiếu của đại hội hôm nay, bao gồm bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên độc lập của ban đại diện quỹ, bà Trần Thị Kim Duyên, chuyên viên kỹ thuật công ty cổ phần Pivot Việt Nam, bà Vũ Thanh Thủy, chuyên viên của công ty VCBF. Về phía ban thư ký của đại hội thì bao gồm bà Vũ Ngọc Quỳnh, phó phòng pháp chế và kiểm soát nội bộ công ty VCBF, bà Nguyễn Mai Hoa, chuyên viên quản trị danh mục đầu tư của công ty VCBF. Và để tiếp nối chương trình thì tôi xin mời ông Mạc Quang Huy, chủ tọa của đại hội phát biểu khai mạc đại hội. Kính mời ông ạ. Kính chào tất cả các quý nhà đầu tư. Chào mừng các anh chị đã có mặt tại đại hội nhà đầu tư năm 2023 của 4 quỹ của chúng tôi. Đó là Quỹ Cân bằng Chiến lược VCBF, Quỹ Cổ phiếu Hàng đầu VCBF, Quỹ Trái phiếu VCBF và Quỹ Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF. Thì như ban thư ký và đã kiểm tra tư cách đã thông báo thì tôi rất là vui mừng khi thấy là chúng ta đã đạt được số lượng nhà đầu tư tham dự
và ủy quyền tham dự cần thiết cho tất cả 4 quỹ của chúng ta để có thể tiến hành đại hội hôm nay như theo kế hoạch. Kính thưa các quý nhà đầu tư, năm 2022 thực sự là một năm đầy thử thách đối với hoạt động đầu tư. Kể cả khi chúng tôi theo dõi các chu kỳ biến động của thị trường một cách rất là kỹ càng và cẩn trọng. Về các yếu tố vĩ mô toàn cầu thì rất may là COVID cũng không còn là vấn đề lớn nữa. Và Trung Quốc là một nền kinh tế lớn của toàn cầu cũng đã hồi phục sau khi dỡ bỏ chính sách Zero COVID nhanh hơn so với dự kiến. Nhưng chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine thì cũng đã bị kéo dài và tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu và năng lượng chỉ với đợt tăng giá gần đây do các cái tổ chức OPEC cắt giảm sản lượng vào đầu tháng 4 cũng đã khiến nhiều ngân hàng trung ương đau đầu khi họ phải cố gắng cân bằng giữa cái nhiệm vụ kiểm soát lạm phát trong khi vẫn cố gắng hỗ trợ cho các nền kinh tế đang bị suy yếu. Vì vậy, năm 2022 thực sự là một năm rất là khó khăn và dũng cảm đối với các cái nhà đầu tư tại Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã biến động rất mạnh như quý vị đã thấy và đã mất tới gần 1/3 giá trị. Thị trường trái phiếu cũng có những cái vấn đề riêng của nó khi một loạt vụ bê bối xuất hiện trong cùng một thời điểm làm tăng mặt bằng lãi suất, do đó đã ảnh hưởng lợi suất của các trái phiếu cũng như khả năng thanh toán trả nợ của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh vĩ mô như vậy thì tôi cũng rất là vui khi các nhà đầu tư vẫn tiếp tục tin tưởng, thậm chí đã tiếp tục đầu tư thêm vào các quỹ của chúng tôi trong khi định giá NAV xuống thấp. Không ai trong chúng ta biết chu kỳ thị trường này sẽ kéo dài thêm bao lâu, nhưng như những nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett hay Sir John Templeton và nhiều người cũng đã nói, thời điểm đầu tư tốt nhất là khi mà thị trường ở mức thấp và có nhiều nhà đầu tư bán ra. Tất nhiên, nói thì bao giờ cũng dễ hơn là làm, và chỉ cần nhìn vào giá trị của những đồng tiền crypto, tiền điện tử trong thời gian qua thì chúng ta cũng có thể thấy hoạt động đầu cơ có thể mang lại những kết quả rất là tai hại. Trở về với cái đại hội nhà đầu tư của chúng ta năm nay, thì mặc dù thị trường cổ phiếu và trái phiếu đã trải qua một năm rất là khó khăn, thì chúng ta cũng cảm thấy được an ủi khi thấy với sự nỗ lực cùng với phương pháp lựa chọn kỹ lưỡng về cái đầu tư chứng khoán của đội ngũ đầu tư VCPS, thì tất cả 4 quỹ đều đạt được kết quả tốt hơn khi so sánh với những chỉ số tham chiếu tương ứng. Một dấu hiệu tích cực nữa là trải qua một năm khó khăn như vậy, nhưng số lượng nhà đầu tư của 4 quỹ lại đều tăng mạnh so với năm ngoái. Mặc dù vậy thì chúng ta vẫn cần phải tiếp tục kiên nhẫn. Hay nói cách khác là thị trường thì vẫn còn khá yếu trong giai đoạn hiện nay và sẽ còn biến động cho đến khi nền kinh tế, bao gồm cả nền kinh tế toàn cầu hồi phục trở lại và chúng ta có thể thu hoạch được những cái kết quả tốt hơn. Như quý nhà đầu tư đã thấy, do tăng trưởng của nền kinh tế yếu đi cùng các hoạt động sản xuất và xuất khẩu giảm trong 2 quý vừa qua, thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã cắt giảm các lãi suất điều hành khá là mạnh mẽ, bất chấp tình hình lạm phát tại Việt Nam vẫn còn là một ẩn số, dù thấp hơn so với châu Âu và Mỹ. Thì tôi tin tưởng rằng là sau cơn mưa thì trời lại sáng và hết suy thì sẽ đến thịnh. Cuối cùng thì chúng ta cũng đang ở một cái vị thế của thị trường khá là tốt để có thể hồi phục, hy vọng có thể vào cuối năm nay khi mà chu kỳ lạm phát đang dần tới cái kết thúc và mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới của nền kinh tế. Nền kinh tế Trung Quốc cũng đã mở cửa, du lịch cũng đã hoạt động trở lại, nợ công của Việt Nam thì vẫn duy trì ở mức thấp, đồng Việt Nam được giữ ổn định, dòng vốn FDI vẫn đổ về và dự báo tăng trở lại. Và gần đây nhất thì chúng ta thấy là chính phủ cũng đang rất tích cực đưa ra các giải pháp cùng với các doanh nghiệp và các bộ ban ngành để tháo gỡ cho thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu. Vì vậy, một khi hoạt động sản xuất được tăng tốc trở lại thì chúng ta sẽ chuyển qua một giai đoạn khác tích cực hơn, tươi sáng hơn của chu kỳ kinh tế. Đó là vài lời chia sẻ của tôi để khai mạc Đại hội Nhà đầu tư hôm nay. Và phần tiếp theo thì tôi xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Vũ Quang Đông, Tổng Giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ VCBF sẽ có vài lời phát biểu với quý nhà đầu tư. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn anh Mạc Quang Huy. Thay mặt Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank thì tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị nhà đầu tư đã tham gia cuộc họp
hội đại hội nghị thường niên của công ty quản lý quỹ với 4 quỹ mở của chúng tôi. Tôi có xin có một vài lời đối với hoạt động đầu tư quản lý, đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư quản lý quỹ của 4 quỹ mở của chúng tôi trong thời gian qua nói riêng. Thực sự mà nói thì như anh Mạc Quang Huy đã đề cập thì năm 2022 và đặc biệt là 2020 là những năm giai đoạn 2020-2022 là những giai đoạn nó có hết sức đặc biệt và nó trải qua nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Nên đến là 2022 chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thoát khỏi cái hoạt động ảnh hưởng của dịch dã COVID thì chúng ta lại đối mặt với hàng loạt các cái rủi ro khác. Đó là quá trình rủi ro về lạm phát trên toàn cầu và dẫn tới là quá trình thay đổi cái chính sách đột ngột của tất cả các ngân hàng trung ương trên thế giới đã tạo ra mức lãi suất tăng cao với tốc độ tăng nhanh chưa từng có, làm cho ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và thị trường chứng khoán của chúng ta cũng bị tác động đi theo trong một khoảng thời gian rất ngắn. Và chỉ trong vòng 3 tháng cuối năm 2022 thì thị trường chứng khoán đã giảm rất là nhanh và cảm là hơn 30%, 1/3 so với trong năm 2022. Nói như vậy thì cũng thể hiện đến rằng là quản lý quỹ đầu tư là một hình thức mà nó cần hết sức uyển chuyển cũng như là kinh nghiệm. Và năm 2022 thì chúng tôi cũng đã cố gắng vận dụng tất cả những cái phương pháp chúng tôi có và kiên định với phương án đầu tư chúng tôi có để làm tốt hơn so với thị trường. Và thực sự là chúng tôi đã tốt hơn so với thị trường cũng như tốt hơn so với các cái chỉ tiêu mà chúng tôi so sánh. Bước năm 2023 thì chúng ta cũng đã có những cái, tôi nhân tiện nói thêm là chúng ta cũng đã có chứng kiến được những cái thay đổi về mặt chính sách. Mặc dù là chúng ta có những cái rủi ro lạm phát trong nước vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ, nhưng chúng ta nhận thấy rằng là chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và khôn khéo để đưa ra những cái chính sách hợp lý để thúc đẩy, chống đỡ, để tạo ra một cái đà tăng trưởng cho nền kinh tế. Và tôi nghĩ rằng là đấy là những bước đi có một chút gì đó phiêu lưu nhưng mà cũng là cần thiết để đảm bảo được rằng là nền kinh tế tăng trưởng theo đúng cái xu hướng mà chúng ta cần phải có. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là chính phủ cũng đã chấp nhận kiểm soát giá cả ở một mức độ rất là chặt chẽ để thực hiện cái chính sách tài khoá để kiểm soát lạm phát được tốt hơn. Nếu xem trên bình diện toàn cầu thì chúng tôi cũng quan sát thấy rằng là lạm phát trên bình diện toàn cầu đã rủi ro lạm phát đã có thể được một phần đẩy lùi và xu hướng kiểm soát lạm phát, rủi ro lạm phát có thể sẽ thành công ở trong vòng 1-2 quý tới. Chính vì vậy mà chúng tôi tin tưởng rằng là mặc dù có những khó khăn đầu tiên trong của nền kinh tế trong quý 1 thì chúng ta cũng nhen nhóm những cái sự trồi xanh của thị trường chứng khoán và chúng ta thấy một chút gì đó thì chứng khoán đã quay trở lại tăng trưởng trong cái quý 1 vừa qua. Chúng tôi tin tưởng rằng là những chính sách của chính phủ thì sẽ có được cái hiệu quả rõ rệt hơn trong 2 quý tới và chúng tôi tin rằng là những kết quả đấy là mang tính nghĩa tích cực. Vì vậy mà chúng tôi cũng, các đội ngũ đầu tư của chúng tôi cũng kiên định với phương pháp đầu tư và chúng tôi tin rằng là những cái phương pháp đầu tư của chúng tôi sẽ mang lại kết quả tiếp theo tốt cho các nhà đầu tư và đặc biệt trong quý 1 đầu năm nay thì các kết quả của chúng tôi cũng đã tốt hơn so với là thị trường chung và tốt hơn cả benchmark chung nữa. Quay trở lại để dự phóng toàn bộ năm 2023 thì chúng tôi nhận thấy rằng là một chu kỳ tăng trưởng mới có thể đã nhen nhóm bắt đầu. Và đúng như anh Mạc Quang Huy lúc nãy nói là cơ hội đầu tư sẽ đến nếu chúng ta kiên trì và kiên định với phương pháp của chúng ta và chúng ta sẽ tiếp tục tuân thủ các kỷ luật để tích lũy tài sản chúng ta vốn có. Chúng tôi tin rằng là khi một chu kỳ kinh tế quay trở lại và đặc biệt chúng tôi tin rằng là bắt đầu vào cuối năm nay thì nền kinh tế sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ cảm thấy dễ thở hơn và thị trường chứng khoán thì có thể là đã đi được một vài bước chân trước đó và tạo cho quỹ chúng tôi một cái thặng dư tốt hơn cho khách hàng của chúng tôi trong năm 2023 này. Một lần nữa thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn các quý vị nhà đầu tư đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua và chúng tôi luôn tin tưởng rằng là kết quả đầu tư của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục được duy trì miễn là
chúng tôi sẽ duy trì cái phương pháp đầu tư cũng như là kỷ luật của chúng tôi. Chúng tôi nhân đây thì tôi cũng xin cảm ơn ban đại diện quỹ cũng như là đội ngũ đầu tư rất là tốt của VCBF đã hết lòng vì các cái quỹ đầu tư của quý khách hàng, và chúc cho hội nghị của chúng ta thành công. Chúc các quý vị đầu tư một năm đầu tư thật là đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn lời chia sẻ từ tiến sĩ Vũ Quang Đông. Và sau đây thì tôi xin kính mời anh chị trong ban điều hành quỹ sẽ trình bày về kinh tế vĩ mô cũng như kết quả đầu tư của các quỹ mở VCBF và triển vọng thị trường cũng như là định hướng đầu tư của năm 2023. Và trước tiên thì xin trân trọng kính mời bà Dương Kim Anh, đồng giám đốc đầu tư của công ty VCBF. Kính mời bà. Xin kính chào các quý nhà đầu tư đã tham dự buổi gặp mặt các nhà đầu tư AGM hôm nay của chúng tôi. Thì trước hết là tôi sẽ xin trình bày sơ bộ tóm tắt cái diễn biến trong kết quả của nền kinh tế Việt Nam cho năm 2022 cũng như quý 1 2023. Tiếp theo đấy là một số những cái thông tin liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Thì trước hết là liên quan đến nền kinh tế thì như các quý vị cũng biết rồi, đấy là nền kinh tế của chúng ta thì đạt được cái mức tăng trưởng khá là tích cực, hơn 8% trong năm qua, cùng với sự hồi phục mạnh mẽ của tất cả các ngành kinh tế. Tuy nhiên thì cái đà tăng trưởng này cũng đã bắt đầu chững lại vào quý 4, đặc biệt là các ngành sản xuất do là phải chịu các cái tác động tiêu cực từ sự suy giảm tiêu dùng ở các nền kinh tế phát triển, đặc biệt là Mỹ và châu Âu. Thì các nhân tố tiêu cực này thì đã tiếp tục xấu đi vào quý 1 năm 2023, khiến cho tăng trưởng GDP của quý 1 Việt Nam chỉ đạt được 3,3% và sự tăng trưởng âm của hầu như tất cả các cái ngành mà liên quan đến sản xuất. Điểm sáng của cả năm 2022 cũng như là quý 1 năm 2023 đấy là sự tăng trưởng tích cực của khối ngành dịch vụ. Với sự tăng trưởng là 6,8% trong quý 1 thì khối ngành này đã duy trì được cái tốc độ tăng trưởng được ghi nhận vào quý 1 của các năm trước đại dịch Covid là 2018 hay 2019. Liên quan đến các cái hoạt động sản xuất công nghiệp thì trong năm 2022 thì ngành sản xuất chế biến chế tạo đã duy trì được cái tăng trưởng rất là cao trên 11% ở cả quý 2 và quý 3. Tuy nhiên mà cái đà tăng trưởng này đã giảm chỉ còn có 2,4% trong quý 4 2022 và thậm chí là âm 2,4% trong quý 1 năm 2023. Thì nếu nhìn vào biểu đồ thì các quý vị nhà đầu tư cũng sẽ thấy rằng là hầu như các cái ngành công nghiệp mà có hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ như là điện tử này, dệt may hay đồ gỗ thì đều tăng trưởng rất tốt trong năm 2022, nhưng tăng trưởng âm trong quý 1 năm 2023. Lạm phát cao, chính sách tiền tệ thắt chặt cũng như là tiêu dùng suy giảm ở Mỹ và châu Âu thì đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất ở Việt Nam. Các ngành công nghiệp chủ yếu phục vụ cho tiêu dùng trong nước như là đồ uống hay là dược phẩm thì có kết quả tích cực hơn khi mà đã ghi nhận được tăng trưởng cao trong 2022 và vẫn duy trì được tăng trưởng dương ở trong quý 1 năm nay. Như là tôi đã vừa trình bày ở phần trước về ngành công nghiệp ý, thì ngành công nghiệp Việt Nam là liên quan rất là mật thiết đối với cả các cái hoạt động xuất khẩu, bởi vì rất nhiều ngành kinh tế là chủ yếu để phục vụ cho hoạt động xuất khẩu. Theo đó là các cái hoạt động khi mà các cái hoạt động xuất khẩu giảm tốc ý, thì dẫn đến là các cái hoạt động công nghiệp cũng giảm tốc theo. Thì nếu như nhìn vào biểu đồ các quý vị sẽ thấy rằng là giá trị xuất khẩu trong năm 2022 thì tăng trưởng cao nhưng mà bắt đầu giảm tốc rất mạnh vào năm quý cuối của năm 2022. Như đến quý 4 năm 2022 thì xuất khẩu giảm đến 7% và sang đến quý 1 năm nay thì giá trị xuất khẩu giảm đến hơn 11%. Thì hầu hết các ngành có giá trị xuất khẩu lớn thì đều tăng trưởng hai chữ số trong năm 2022. Nhưng mà có hai cái ngành rất là quan trọng là điện thoại và sắt thép thì trong năm 2022 thì lại không được mấy tích cực. Đấy là do tiêu dùng điện thoại toàn cầu thì đã bắt đầu suy yếu từ năm 2021 và tiếp tục suy yếu trong năm 2022 cũng như là đầu năm nay. Cũng như là xuất khẩu sắt thép của Việt Nam thì đã giảm mạnh trong năm ngoái do là kinh tế toàn cầu giảm tốc, cũng như là nhu cầu sắt thép của Trung Quốc bị giảm mạnh do các vấn đề của thị trường bất động sản. Bức tranh của quý 1 thì cũng chưa tích cực khi mà hầu như tất cả các cái ngành đều ghi nhận tăng trưởng âm. Nếu quý vị nhìn vào biểu đồ thì sẽ thấy rằng là đa số tất cả các cái ngành mà có xuất khẩu của Việt Nam ấy thì đều
tăng trưởng âm đâu đấy khoảng 3-5%, có những ngành tăng trưởng âm đến hơn 10%. Tuy nhiên là cái điểm rất là tích cực của năm ngoái cũng như là cả quý 1 năm nay, đấy là chúng ta vẫn ghi nhận được thặng dư thương mại hàng hóa khá là lớn. Năm ngoái ghi nhận là 12,4 tỷ đô, còn quý 1 năm nay thì cũng lên đến 4,8 tỷ đô, trong khi quý 1 năm 2020 thì ghi nhận 2,9 tỷ và năm ngoái thì chỉ ghi nhận được 1,5 tỷ đô. Đây là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng ảnh hưởng đến cái việc điều hành chính sách tiền tệ cũng như là tỷ giá của ngân hàng nhà nước để hỗ trợ tăng trưởng cho năm 2023. Thì cũng như là dựa trên các thông tin đại chúng thì các quý vị cũng biết là trong quý 1 năm nay thì ngân hàng nhà nước cũng đã mua vào được 4 tỷ đô. Theo đấy thì là một mặt là cũng đưa ra một cái lượng tiền đồng lưu thông rất lớn trên thị trường, làm cho hỗ trợ cho các cái ngân hàng về mặt thanh khoản cũng như là hỗ trợ cho cái việc giảm lãi suất trên thị trường để kích thích kinh tế và đồng thời là cũng duy trì được cái tỷ giá tương đối ổn định. Phần tiếp theo là tôi xin trình bày một chút về cái tình hình giải ngân đầu tư ở khối nhà nước cũng như là ở khu vực tư nhân. Thì đầu tư toàn xã hội thì đạt mức tăng trưởng cũng là tích cực hơn 11% trong năm ngoái. Tuy nhiên là giải ngân vốn ngân sách thì mới chỉ đạt hơn 85% theo số liệu của Tổng cục Thống kê đến cuối tháng 12. Tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn nhà nước ấy, thì cũng đã tăng trưởng đến hơn 15%. So với cả cái mức giảm là hơn 7% của năm 2021. Đồng thời thì giải ngân của vốn đầu tư của khu vực tư nhân thì bao gồm cả các cái doanh nghiệp trong nước cũng như là nhà đầu tư nước ngoài thì đều tăng trưởng rất là tích cực với mức là 9% ở khối tư nhân trong nước và đến gần 14% của khối nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2022 thì cũng là năm đầu tiên mà giải ngân đầu tư nước ngoài đạt trên 22 tỷ đô. Tuy nhiên là với các cái diễn biến tiêu cực của nền kinh tế thế giới cũng như là sự tăng cao của lãi suất và tỷ giá vào cuối năm ngoái thì các hoạt động đầu tư của khối tư nhân cũng đã chậm lại đáng kể ở trong quý 1 năm nay, khi mà đầu tư tư nhân chỉ tăng được 1,8% so với cả mức 9% ghi nhận trong quý 1 năm ngoái. Còn đầu tư nước ngoài thì sau khi mà giải ngân rất cao được hơn 7 tỷ đô trong quý 4 thì sang đến quý 1 thì chỉ giải ngân được hơn 4 tỷ và so với cả quý 1 năm ngoái thì cũng giảm 2,2%. Thế tuy nhiên là chúng tôi cho rằng là với cái xu hướng mở rộng sản xuất ra nước ngoài của các cái quốc gia, của các cái công ty đa quốc gia, ra bên ngoài Trung Quốc của các công ty đa quốc gia, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực về công nghệ cao thì Việt Nam tiếp tục là một cái điểm đến hết sức là hấp dẫn. Và với các cái dự án lớn đã được cấp phép trong những năm trước như là của Lego này hay là Samsung, LG hay các cái cam kết của Foxconn rồi Cortex, thì chúng tôi kỳ vọng rằng là giải ngân FDI năm nay thì ít nhất là cũng sẽ duy trì được ở cái mức là 22 tỷ đô như là năm ngoái. Bên cạnh đấy thì chúng ta thấy rằng là cái giải ngân đầu tư công cũng có nhiều điểm sáng. Mặc dù là hết quý 1 thì cái mức hoàn thành kế hoạch năm là chỉ khoảng hơn 13%, nhưng mà cái xét về số tuyệt đối thì cũng đã có tăng trưởng đến 18% so với quý 1 năm trước. Và cái kế hoạch của năm nay là 770.000 tỷ đồng thì cũng là một cái con số rất là lớn. Do đó bên cạnh đấy thì chính phủ cũng đã rất là quyết tâm đưa rất sát sao trong cái việc mà thực hiện giải ngân cho các cái dự án lớn như là cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, giai đoạn 2 hay là sân bay Long Thành. Do đó nên là chúng tôi kỳ vọng rằng là trong những quý tới thì cái tốc độ giải ngân của vốn ngân sách cho các cái hoạt các cái đầu tư cơ sở tầng sẽ tăng cao và do đó nên là sẽ hỗ trợ cho tăng cường kinh tế. Đặc biệt là trong năm nay khi mà các cái vấn đề lớn như là thiếu khan hiếm nguyên vật liệu này hay là giá cả nguyên vật liệu tăng quá cao hoặc các vấn đề rất lớn của năm 2022 cản trở cái giải ngân đầu tư công thì phần nào cũng đã được giải quyết. Cầu nội địa thì cũng đã hồi phục rất là mạnh mẽ nên là nếu quý vị nhìn thì sẽ thấy rằng là bán lẻ hàng hóa, cả hàng hóa và dịch vụ thì đều tăng trưởng rất tốt trong năm 2022 cũng như là quý 1 năm nay. Trong đầu năm nay khi mà các cái hoạt động sản xuất gắn với xuất khẩu bị sụt giảm thì tăng trưởng về bán lẻ hàng hóa và dịch vụ là vẫn đạt tăng trưởng dương ở mức là hơn 2 con số. Tuy nhiên là khi mà các cái hoạt động sản xuất mà bị suy yếu ấy, thì có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái phần thu nhập của người dân nên là trong những cái quý tới là cũng có thể là sẽ có những cái tác động tiêu cực lên cái phần cầu nội địa. Thì tuy nhiên là với những cái quyết sách của chính phủ, đặc biệt là trong những tháng gần đây để mà kích thích tăng trưởng kinh tế thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là cái đà tăng trưởng kinh tế sẽ được hồi phục ở trong những quý tiếp theo và theo đấy là cũng sẽ hỗ trợ cho cái
cầu nội địa. Trái với cả cái tình hình như lúc trước thì là ông Huy cũng như ông Đông cũng có nói về những cái tình trạng ở trên cái lạm phát ở trên thế giới nó rất là tiêu cực, thì rất là đáng báo động, bởi vì nó có thể lên đến hơn 10% ở Mỹ cũng như là châu Âu, do là cái chính sách tiền tệ nới lỏng được duy trì trong một thời gian rất dài, cũng như là các cái gói kinh tế hỗ trợ kinh tế cho người dân nó rất lớn. Thì tuy nhiên là ở Việt Nam thì mức độ lạm phát thì được kiểm soát tương đối tốt, cả năm 2022 là khoảng 4,6%, mặc dù là cao hơn so với cả mức mục tiêu là 4%, nhưng mà đây vẫn là một cái mức lạm phát rất tốt, khi mà cái trong cái bối cảnh là giá cả hàng hóa trên thế giới, đặc biệt là giá năng lượng là tăng lên rất là cao. Chỉ số CPI thì cũng diễn biến khá là tích cực trong quý đầu năm nay, khi mà mới tăng khoảng 0,7% so với cuối tháng 12. CPI cơ bản thì cũng đã giảm xuống ở mức hàng tháng ở mức khoảng hơn 0,2% so với cái mức là khoảng hơn 0,4%, duy trì ở một thời gian dài ở các tháng trong năm 2022 cũng như là tháng 1 đầu năm nay. Thì tuy nhiên là trong thời gian tới thì nhiều khả năng là giá bán lẻ điện năng sẽ phải tăng, nên là nó cũng sẽ tạo nên những cái áp lực cho lạm phát, cũng như là việc mà Trung Quốc mở cửa lại thị trường thì sẽ có thể gây thêm những cái áp lực lên giá cả lương thực thực phẩm của Việt Nam. Một slide tiếp theo là tôi cũng muốn nói một chút, đấy là về vấn đề tỷ giá. Đấy là một những cái vấn đề mà trong một thời gian dài thì tỷ giá giữa Việt Nam đồng và đô la được duy trì rất là ổn định, nhưng mà trong năm 2022 thì có biến động rất là lớn. Thì nhìn trên biểu đồ các quý vị cũng sẽ thấy rằng là đến hai quý cuối năm thì đồng Việt Nam đồng mất giá rất là mạnh. Chỉ trong vòng khoảng 2-3 tháng từ cuối quý 2 cho đến khoảng nửa đầu quý 4. Cùng thời gian này thì đồng đô la trên thị trường thế giới cũng bị mất giá mạnh. Và trong cả năm 2022, từ đầu cuối 2021 đến khoảng cuối tháng 10 2022 thì đồng đô la đã mạnh lên khoảng 18%. Cùng thời gian đấy thì đồng Việt Nam đồng cũng bị mất giá khoảng 9% so với cả đồng đô la. Thế tuy nhiên là Ngân hàng Nhà nước thì đã áp dụng đồng thời rất là nhiều biện pháp, và theo đấy thì cái tỷ giá đã được cải thiện tương đối mạnh vào cuối quý 4. Nên là đến cuối năm 2022 thì đồng Việt Nam lại chỉ còn mất giá khoảng 3,5% so với đồng đô. Trong khi trong cả năm 2022 thì đồng đô vẫn nằm mạnh lên khoảng 8,2%. Và cái xu hướng tích cực này thì nó diễn biến tiếp tục trong quý 1, khi mà cái đồng Việt Nam đồng đã lên giá so với đồng đô khoảng 0,7%. Trong năm 2023 thì với cái việc là nền kinh tế Mỹ đang suy yếu đi, cũng như là một số những cái sự kiện về mất khả năng thanh toán của các cái ngân hàng ở Mỹ, thì đồng đô dự báo là sẽ không thể tăng trưởng mạnh trở lại như là trong năm trước, và do đó nên là cái áp lực lên đồng Việt Nam cũng sẽ bớt đi rất là nhiều. Dựa trên đấy là một số những cái thông tin mà liên quan đến cái tình hình kinh tế Việt Nam của trong 2022 cũng như là quý 1 2021. Thì liên quan đến cái triển vọng kinh tế, tăng trưởng kinh tế trong năm tới, thì về mặt trên thế giới thì rõ ràng là một cái tranh, cũng như là ông cũng đã nói là nó cũng không mấy tích cực, khi mà kinh tế toàn cầu thì cũng dự báo là sẽ giảm tốc, và các nền kinh tế lớn như là Mỹ, châu Âu có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Việt Nam, thì dự kiến là sẽ chỉ tăng trưởng đâu đấy loanh quanh khoảng, đối với Mỹ là khoảng hơn 1% và châu Âu là dưới 1%. Điểm sáng của năm 2023 có lẽ là đối với nền kinh tế Trung Quốc, khi mà sau một thời gian dài áp dụng chính sách là Zero Covid thì Trung Quốc đã dỡ bỏ chính sách này và mở cửa hoàn toàn trở lại vào đầu năm nay. Nền kinh tế cũng đã tăng tốc trở lại, và hầu như là các dự báo kinh tế của Trung Quốc thì hiện giờ là đều dự báo là Trung Quốc sẽ đạt cái mức tăng trưởng là khoảng hơn 5%. Thế tuy nhiên là với cái bối cảnh là châu Âu và Mỹ đều suy yếu, thì cái việc mà ảnh hưởng không tích cực lên Việt Nam ở quý 4 cũng như quý 1 năm nay cũng đã là rõ ràng. Và theo đó nên là cái việc mà Việt Nam để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 6,5% không phải là một cái việc dễ dàng. World Bank trong cái báo cáo gần đây nhất thì cũng đã vẫn dự báo là Việt Nam có thể đạt cái mức độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,3% trong năm 2023. Tuy nhiên là IMF thì kém tích cực hơn, và họ đã hạ dự báo từ khoảng 6,2% trong cái báo cáo tháng 10 năm ngoái xuống 5,8% trong báo cáo tháng 4 vừa rồi. Chính phủ thì cũng đã ban hành rất là nhiều quyết sách
trong quý một năm nay để giải quyết các cái vấn đề để mà nó hạn chế tăng trưởng như là lãi suất quá cao này, giải ngân đầu tư công thì vẫn còn chậm, hay là các vấn đề của thị trường bất động sản. Do đó nên là chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng là các cái biện pháp, các cái chính sách này là nó sẽ phát huy hiệu quả trong các quý tới. Bên cạnh đó thì du lịch chắc chắn cũng sẽ là một điểm sáng khi mà lượng du khách nước ngoài đến Việt Nam sẽ tăng trưởng cao trong thời gian tới, khi mà cái lượng khách Trung Quốc sẽ tăng trở lại khi mà mùa du lịch đã đến và Trung Quốc đã dỡ bỏ hoàn toàn các cái biện pháp hạn chế đi lại. Nên là với các cái quyết tâm cao của chính phủ và cái sự năng động của khối doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài thì chúng tôi rất kỳ vọng là nền kinh tế năm nay cũng có thể là sẽ đạt được cái mức tăng trưởng đâu đấy khoảng 6%. Thế thì trên đây đấy là một số những cái thông tin về nền kinh tế Việt Nam trong năm ngoái, đầu năm nay cũng như là một số dự báo cho năm 2023. Để tiếp theo luôn thì tôi xin trình bày về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, một cái thị trường mà trong những năm trước thì tăng trưởng rất tích cực, nhưng mà trong năm 2022 thì có rất là nhiều những cái biến động tiêu cực, và cái sự biến động, cái tiêu cực này thì vẫn còn tiếp diễn trong đầu năm nay và có lẽ là cả năm 2023. Thì khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ duy trì tương đối tốt ở trong quý 1 và quý 2 năm 2022, tuy nhiên đã sụt giảm rất là nghiêm trọng trong hai quý cuối năm. Nhìn trên biểu đồ thì các quý vị sẽ thấy rằng là quý 3 chỉ phát hành được khoảng 66 tỷ và quý 4 thì sụt giảm xuống chỉ còn có 8 tỷ, tức là tương đương với mức khoảng 35% và 3% cái khối lượng phát hành cùng kỳ của năm 2021. Về mặt tổ chức phát hành thì nếu trước đây bất động sản luôn luôn là cái những cái khối ngành mà dẫn đầu trong cái việc phát hành, thì trong năm ngoái là cái tỷ trọng của các cái trái phiếu do các doanh nghiệp bất động sản phát hành thì cũng đã giảm, đặc biệt là trong hai quý cuối năm hầu như là cũng không có các doanh nghiệp bất động sản tham gia. Thì cái việc mà sụt giảm rất là nghiêm trọng về khối lượng phát hành cũng như là sự cái tỷ trọng của các doanh nghiệp bất động sản trong cái tổng phát hành suy giảm mạnh thì theo chúng tôi là chủ yếu là có hai yếu tố chính. Thứ nhất đấy là cái việc Nghị định 65 được ban hành vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 thì đã thắt chặt các cái yêu cầu về phát hành trái phiếu riêng lẻ và đồng thời cũng đưa ra các cái tiêu chí cao hơn để xác định tư cách về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó thì từ phía cung thì các tổ chức phát hành cũng như là các công ty tư vấn thì đều phải rà soát lại cái quy trình nội bộ của mình để đảm bảo tuân thủ các quy định mới. Bên cạnh đấy thì về phía cầu thì các nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ khó khăn hơn trong cái việc chứng minh tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của mình nên chưa thể tham gia ngay vào thị trường. Thì tuy nhiên là cái yếu tố thứ hai và có lẽ là cái yếu tố then chốt nhất làm suy yếu cái cầu trái phiếu doanh nghiệp trong đặc biệt là trong quý 4 năm ngoái thì có lẽ là sự kiện mà lãnh đạo của hai tập đoàn bất động sản rất là lớn ở Việt Nam là Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát bị khởi tố. Tân Hoàng Minh là vào tháng 4 và Vạn Thịnh Phát là vào tháng 10 do các cái sai phạm của họ trong cái quá trình mà huy động trái phiếu, huy động tiền từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đấy thì là các cái nghĩa vụ thanh toán của các cái tổ chức phát hành mà có liên quan đến các tập đoàn này thì đều không được thực hiện, và từ đó là đã dẫn đến rất là nhiều các cái bất ổn ở trên thị trường cũng như là niềm tin của các nhà đầu tư, đặc biệt là các cái nhà đầu tư cá nhân thì bị xói mòn nghiêm trọng. Thì tình hình cũng mặc dù là cũng đã có ổn định hơn nhưng mà cũng chưa có nhiều cải thiện đặc biệt vào quý 1 năm 2023 khi mà các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản cũng như là các cái doanh nghiệp mà đầu tư vào năng lượng tái tạo gặp các cái khó khăn về dòng tiền. Khi mà thị trường bất động sản thì có nhiều dấu hiệu đóng băng, còn các doanh nghiệp năng lượng tái tạo thì do là không kịp đưa các cái nhà máy của mình vào hoạt động trước cái ngày 31 tháng 10 năm 2021 nên là trong năm 2022 rất là nhiều nhà máy đã không thể phát điện và thu tiền, theo đấy nên là đã không thể thực hiện được các cái nghĩa vụ thanh toán của mình. Trong quý 1 thì chúng ta thấy rằng là ngày càng nhiều các cái tổ chức phát hành công bố thông tin về việc là họ không thể thanh toán đúng hạn gốc và lãi trái phiếu. Trong bối cảnh đấy thì cả tháng 1 và tháng 2 thì duy nhất chỉ có 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng cái giá trị khoảng hơn 600 tỷ đồng. Tuy nhiên là sang tháng 3 thì với sự ra đời của Nghị định 88 sửa đổi Nghị định 65 thì thị trường trái phiếu doanh lẻ cũng đã có một chút khởi sắc
với cái sự phát hành, khối lượng phát hành là đạt khoảng gần 25.000 tỷ đồng, chủ yếu là đến từ các cái công ty bất động sản. Thế thì Nghị định 08 ban hành vào ngày 5 tháng 3 thì cũng đưa ra một số những cái quy định chính, ví dụ như là cho phép tổ chức phát hành thỏa thuận với người sở hữu trái phiếu về việc gia hạn, kỳ hạn thanh toán gốc và lãi tối đa 2 năm hoặc là thanh toán bằng tài sản khác, ví dụ như là bằng các bất động sản. Và đồng thời các cái điều khoản về chứng minh tư cách nhà đầu tư chuyên nghiệp hay là thời hạn trái phiếu, xếp hạng tín nhiệm thì được lùi cái thời hạn áp dụng bắt đầu từ 31 tháng 12, 2023 thay vì là ngay khi mà trái phiếu cái nghị định này được ban hành, nghị định 65 được ban hành. Nghị định 08 thì cũng đã đưa ra cái khung pháp lý, thế nên là trên thị trường thì theo đấy cũng có một số những cái tin tích cực khi mà các cái tổ chức phát hành lớn cũng đã đạt được một số thỏa thuận với cả nhà đầu tư trái phiếu về việc kéo dài thời hạn thanh toán, cũng như là một số những cái lô trái phiếu là nhà đầu tư đã chấp nhận là hoán đổi sang các bất động sản. Thì tuy nhiên là theo chúng tôi thì đấy nó chỉ là những cái giải pháp rất là tình thế tạm thời, bởi vì cái vấn đề cốt lõi nhất nó vẫn là dòng tiền của tổ chức phát hành, bởi vì họ vẫn cần dòng tiền để hoặc là để thực hiện các cái nghĩa vụ mà đã được lùi lại của mình, hoặc là họ phải hoàn thiện được những cái bất động sản đang xây dựng dở dang. Cuối cùng thì về mặt lợi tức của trái phiếu thì nếu như trong gần như là cả năm 2023 quý đầu năm 2022 thì trái phiếu, lợi tức trái phiếu là cũng tương đối ổn định ở trong mức khoảng từ 9-11%. Thế tuy nhiên là nó đã có cái sự tăng vọt rất là mạnh trong quý 4 sau khi mà có những cái sự biến động ở trên thị trường. Thì lo ngại về khả năng chi trả của các tổ chức phát hành cũng như là cùng thời gian này thì lãi suất huy động của các ngân hàng tăng lên rất là cao, thậm chí là có những ngân hàng đưa cái mức lãi suất huy động lên đến 11%, nên là khiến cho các nhà đầu tư cá nhân là bán tháo trái phiếu cũng như là chứng chỉ các cái quỹ mở. Và theo đấy thì các cái công ty quản lý quỹ đã phải bán các cái trái phiếu trong danh mục của mình với bất kỳ giá nào để chi trả, thực hiện các cái lệnh chi trả cho nhà đầu tư. Và theo đấy thì lợi tức trái phiếu đã tăng mạnh lên, có những lúc lên đến trên 20%, thậm chí là 30%. Thế tuy nhiên là về cuối năm thì tình hình cũng đã được cải thiện khi mà các cái biện pháp can thiệp của ngân hàng nhà nước đã làm giảm cái lãi suất huy động tiền gửi. Và các nhà đầu tư cũng đã bình tĩnh hơn khi mà đưa ra các cái quyết định bán của mình. Theo đấy thì lãi suất tiền gửi vào cuối năm nó dao động loanh quanh khoảng từ 8 đến 10,5% cho kỳ hạn 12 tháng ở tùy ngân hàng. Còn lãi suất trái phiếu thì dao động trong khoảng từ 11 đến 14%. Tuy nhiên là chúng tôi không tính đến những cái doanh nghiệp mà có mức độ rủi ro rất là cao và họ vẫn cái mức lợi tức nó vẫn loanh quanh đâu đấy khoảng từ 18 đến 20%. Cái mức lợi tức này thì cũng tương đối duy trì ở trong quý 1. Nhưng mà trong sang quý 1 thì với nhiều những cái biện pháp của ngân hàng nhà nước thì lãi suất tiền gửi đã giảm tương đối đáng kể. Và đến cuối tháng 3 thì cái mức lãi suất tiết kiệm nó đâu đấy sẽ chỉ còn khoảng là từ trên 7% cho đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng. Còn lợi tức trái phiếu thì đến cuối quý 3 và đặc biệt là sang quý 4 thì đã giảm rất là nhanh chóng. Và hiện tại thì đối với những cái trái phiếu tốt có thời hạn là còn khoảng 1 đến 2 năm thì lợi tức nó sẽ chỉ loanh quanh đâu đấy khoảng từ gần 11 cho đến 12%, còn cái mức mà 13-14% đã gần như không còn. Tuy nhiên là đối với một số những cái trái phiếu mà cái mức độ rủi ro rất cao thì nó vẫn có cái lợi tức khá là cao, 17-18%. Thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2023 thì theo chúng tôi sẽ còn rất là nhiều những biến động do là cái khối lượng trái phiếu đáo hạn sẽ tương đối lớn cả năm 2023, đâu đấy là khoảng từ 250 đến 260 ngàn tỷ. Và dòng tiền cũng chưa có những cái cải thiện đáng kể. Theo đấy nên là cái việc vi phạm các cái nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành sẽ tiếp tục còn gia tăng vào các quý tới của năm 2023. Thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày của tôi về thị trường trái phiếu ở đây, và sẽ tiếp theo đây thì ông Vinh sẽ trình bày với các quý vị về thị trường cổ phiếu. Xin chào các nhà đầu tư đang tham dự Đại hội Nhà đầu tư Quỹ mở VCBF. Tôi xin thay mặt VCBF trình bày với các nhà đầu tư về diễn biến của thị trường cổ phiếu trong năm 2022 cũng như là trong quý 1 2023 vừa qua. Thì trên slide này tôi có cái slide về diễn biến của chỉ số VN Index trong từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 3 2023. Thì các nhà đầu tư có thể thấy ở đây á, là điểm cao nhất mà chúng ta có là 1.528 điểm trong tháng 1, và sau đó là điểm thấp nhất đó là 911 điểm vào tháng ngày, chính xác là ngày 15 tháng 11 năm 2022. Thì nếu mà so hai cái điểm này, các nhà đầu tư có thể thấy là
cái mức giảm của thị trường là 40.3%. Đây là mức giảm rất là lớn và cho thấy là sự khắc nghiệt của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm vừa qua. Thì trên slide này tôi cũng có cái diễn biến của chỉ số VN Index qua từng quý cũng như là các sự kiện chính của diễn ra trong từng quý. Nhưng mà tóm lại tôi cho rằng có 4 sự kiện hoặc là chuỗi sự kiện tác động tiêu cực đến thị trường cổ phiếu trong năm vừa qua. Thứ nhất là chúng ta có cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine xảy ra vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Thì cuộc chiến này á, về tác động trực tiếp thì rất là nhỏ đối với Việt Nam vì chúng ta có cái giá trị thương mại rất là nhỏ với hai quốc gia này. Nhưng mà cuộc chiến này sau đó đã tạo ra một cái làn sóng tăng giá của các loại hàng hóa cơ bản bao gồm giá dầu, và điều đó đã tác động lên cái áp lực lạm phát và cầu kéo ở nhiều nước trên thế giới bao gồm Việt Nam. Nhóm sự kiện thứ hai đó là cái diễn biến về lạm phát và việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là Fed. Thì các nhà đầu tư quay lại nhìn vào đầu năm 2022 có thể thấy là lạm phát bên Mỹ đã tăng rất là mạnh ngay từ đầu trong quý 1. Và đây là hệ quả của chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế khi nền kinh tế Mỹ rơi vào trong giai đoạn Covid. Và thực tế đó là vào tháng 3 năm 2022 thì lạm phát ở Mỹ đã tăng rất là cao, chỉ số CPI tăng tới 8.5% so với cùng kỳ và đã kìm hãm lạm phát. Tại vì cái mức lạm phát kỳ vọng của Mỹ trong trung và dài hạn là chỉ có 2% mà thôi, thì Fed đã phải bắt buộc tăng lãi suất. Và từ mức là 0% cho tới 0.25% trong quý 1, họ đã tăng liên tiếp 7 lần để đưa mức lãi suất cơ bản ở Mỹ lên tới mức là 4.5% tới 4.75% vào thời điểm cuối năm 2022. Thì khi mà Fed tăng lãi suất như vậy, chi phí vốn cao hơn thì đã tác động tiêu cực tới cái triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và Mỹ. Và bên cạnh đó thì khi mà lãi suất ở bên Mỹ cao thì cái đồng đô la Mỹ nó cũng tăng lên và điều đó đã gây áp lực lên cái đồng nội tệ của nhiều nước trên thế giới bao gồm Việt Nam. Và để hỗ trợ cái đồng nội tệ của Việt Nam thì ngân hàng nhà nước sau đó đã áp dụng nhiều chính sách bao gồm là việc bán đô la Mỹ ra thị trường. Và sau đó là ngân hàng nhà nước cũng đã tăng cái lãi suất điều hành 2 lần trong năm 2022. Và với những cái diễn biến như vậy thì lãi suất trong nước Việt Nam bao gồm lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay cũng đã tăng lên và đó tác động tiêu cực tới cái chi phí vốn của doanh nghiệp cũng như là cái nhu cầu tiêu dùng của người dân. Và cái nhóm sự kiện thứ ba đó là giống như chị Kim Anh đã trình bày, đó là cái nỗ lực để lập lại kỷ cương trên thị trường chứng khoán cũng như là trên ở nền kinh tế của chính phủ. Thì chúng ta xuyên suốt từ quý 1 cho tới quý 4 chúng ta đã chứng kiến rất là nhiều sự vụ lớn bao gồm sự vụ của tập đoàn FLC, sau đó là Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát. Thì tôi tin rằng là báo chí đã viết rất là nhiều về các sự vụ này rồi, thành ra tôi xin không đi vào chi tiết hơn. Các sự vụ này khi xảy ra thì có tác động tiêu cực đến tâm lý của nhà đầu tư trong ngắn hạn, nhưng mà tôi tin rằng quý nhà đầu tư cũng đồng ý với tôi đó là những cái nỗ lực của chính phủ để gia tăng cái kỷ cương của thị trường chứng khoán của nền kinh tế sẽ rất là tích cực cho sự phát triển trong dài hạn của nền kinh tế cũng như là thị trường chứng khoán. Về yếu tố thứ tư đó là những khó khăn trên thị trường bất động sản do chi phí vốn tăng cao và một số nhiều dự án lại vướng pháp lý. Và bên cạnh đó thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng gặp rất là nhiều khó khăn như chị Kim Anh đã trình bày. Bên cạnh đó thì theo ghi nhận chúng tôi đó là có một yếu tố nữa và xảy ra vào khoảng đầu quý tư, đó là cái làn sóng bán giải chấp của các công ty chứng khoán. Thì các nhà đầu tư biết là khi thị trường giảm và cái số dư vay nợ margin trên thị trường tăng á, thì cái làn sóng bán giải chấp rất là lớn. Thì cụ thể là vào cuối quý 3 năm 2022 thì cái tổng dư nợ cho vay margin trên thị trường là lên tới 170.000 tỷ đồng Việt Nam. Và mức này thực ra là nó là cao hơn rất là nhiều so với cái mức chúng ta có trước Covid là chỉ là khoảng 50.000 tỷ đồng Việt Nam vào thời điểm cuối quý 1 năm 2020. Nhưng mà có lẽ là những cái diễn biến của thị trường chứng khoán của nền kinh tế trong quý 4 2022 đã cho thấy là nền kinh tế Việt Nam đã trải qua cái giai đoạn thời điểm khó khăn nhất ở chu kỳ kinh tế lần này. Và chúng tôi nhận thấy là những cái diễn biến tích cực hơn sau đó. Thứ nhất là đồng đô la Mỹ quay đầu giảm giá sau khi cái lạm phát của bên Mỹ hạ nhiệt. Và điều đó đã gỡ bỏ rất là nhiều áp lực cho cái đồng áp lực lên đồng Việt Nam cũng như là thanh khoản trên thị trường tài chính Việt Nam. Bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ cuối năm 2022 thì chính phủ đã có rất là nhiều cái quyết sách và nhiều sáng kiến để hỗ trợ nền kinh tế, hỗ trợ thị trường bất động sản và thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Và điều này đã giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường. Và một cái điểm tích cực nữa đó là cái sự tham gia vào thị trường rất là tích cực của các nhà đầu tư nước ngoài. Thì các nhà đầu tư biết là
chỉ trong một thời gian rất là ngắn, 1.5 tháng, mà các nhà đầu tư nước ngoài họ quay lại, họ mua ròng ở Việt Nam với một cái lượng rất là lớn, lên đến gần 1.2 tỷ đô la Mỹ. Và điều này đã giúp chặn đứng cái làn sóng bán giải chấp của các công ty chứng khoán và giúp thị trường hồi phục ở sau đó. À, trong slide tiếp theo thì tôi có so sánh diễn biến của gọi là kết quả của chỉ số VN Index so với các chỉ số chứng khoán chính trên thế giới. Thì do tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ ở bên Mỹ thì hầu hết các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới đều giảm điểm, nhưng mà với mức giảm là 32.8%, thực sự là thị trường chứng khoán Việt Nam là một trong những thị trường có mức kết quả hoạt động kém nhất trong năm vừa qua. Thì với diễn biến không thuận lợi của thị trường và cái tâm lý thận trọng của nhà đầu tư thì giá trị giao dịch trên thị trường liên tục giảm, và giảm rất là mạnh, từ mức 1.8 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm tháng 11 năm 2021 và tới tháng 3 năm nay á, thì chỉ còn là khoảng 0.4 tỷ đô la Mỹ. Và điều này cũng là dễ hiểu khi chúng ta đã qua cái giai đoạn là tiền rẻ và chi phí vốn thấp. Và một cái điểm nữa đó là tôi tin rằng là trong thời gian vừa qua khi mà lãi suất tiết kiệm ở ngân hàng tăng á, thì có thể là có một số nhà đầu tư đã họ đã rút tiền từ thị trường chứng khoán và đã đem đi gửi ngân hàng vì lãi suất khá là cao. Ở slide này tôi trình bày về cái giá trị giao dịch ròng của nhà đầu tư nước ngoài qua từng tháng, thì như các nhà đầu tư đã thấy là họ quay lại họ mua ròng rất là lớn ở vào thời điểm cuối năm 2022 và sau đó họ tiếp tục mua ròng khoảng 300 triệu đô la Mỹ trong quý 1 năm nay, và đây là những cái mức con số rất là khả quan so với cái mức bán ròng 2.7 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 2021. Về diễn biến của thị trường chứng khoán theo cái nhóm cổ phiếu thì chúng ta thấy ở đây tất cả các chỉ số ở Việt Nam đều giảm điểm, nhưng mà cái chỉ số VN Small Cap là đại diện cho các công ty có vốn hóa nhỏ, và chỉ số VN70 hay là VN Mid Cap là đại diện cho các công ty có vốn hóa vừa thì giảm điểm nhiều hơn. Thì nếu mà các nhà đầu tư quay lại nhìn 2021 á, thì hai cái nhóm cổ phiếu này thực sự là tăng điểm rất là mạnh, và chúng tôi cho rằng là rất là nhiều công ty trong cái nhóm này đã tăng giá cổ phiếu, đã tăng vượt so với giá trị của công ty rất là nhiều. Thành ra khi mà thị trường đi vào giai đoạn khó khăn á, thì áp lực bán ở các cổ phiếu này rất là lớn. Về diễn biến của thị trường chứng khoán theo nhóm ngành thì chúng ta thấy là 12 nhóm ngành theo phân loại của GICS đều giảm điểm, nhưng mà cái mức giảm điểm thực sự rất là khác nhau. Chúng ta thấy là ngoài cái nhóm là dịch vụ truyền thông và chưa phân loại, thực sự hai cái nhóm này là hai cái nhóm rất là nhỏ trong chỉ số VN Index. Thì nhóm ngành nguyên liệu, bất động sản và công nghiệp là giảm điểm rất là lớn. Thì điều này cũng tương đối rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta thấy là thị trường bất động sản đang có rất là nhiều khó khăn. Và do đó những công ty bất động sản hay công ty có liên quan như là vật liệu xây dựng và công ty xây dựng thì chịu áp lực. Nói chung là cái triển vọng kinh doanh của họ khá là không lạc quan trong trong tương lai. Thành ra cái áp lực bán lên cổ phiếu rất là cao. Đó là phần cập nhật của tôi về diễn biến của thị trường chứng khoán trong năm 2022 và quý 1/2023. Thì tôi sẽ đi tiếp tục vào cái phần cập nhật kết quả hoạt động của các quỹ mở của VCBF. Thì thực tế là diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán trong năm vừa qua đã tác động phần nào lên cái kết quả hoạt động của các quỹ. Thì các quỹ cổ phiếu của VCBF là ghi nhận kết quả âm, nhưng mà nếu mà các nhà đầu tư so với thị trường hoặc là so với lại diễn biến của các chỉ số tham chiếu á, thực sự là kết quả của chúng tôi tốt hơn rất là nhiều. Và khi mà chúng tôi so kết quả hoạt động của hai quỹ cổ phiếu của chúng tôi là quỹ MGF và BCF so với các quỹ khác trên thị trường á, thực sự là hai quỹ này nằm trong nhóm 5 quỹ có mức giảm điểm thấp nhất trong năm vừa qua. Và điều này một lần nữa là chứng minh cho là cái triết lý đầu tư giá trị cũng như là cái nỗ lực của đội ngũ đầu tư của chúng tôi. Thì chúng ta sẽ đi vào xem vào từng quỹ. Thứ nhất là chúng ta có quỹ VCBF MGF. Thì quỹ này chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao và đa số là các công ty có vốn hóa vừa. Thì chúng tôi thành lập quỹ này vào cuối năm 2021. Và khi các nhà đầu tư quay lại thời điểm đó thì thấy là thị trường rất là thuận lợi. Nhưng mà thực sự là thời điểm đó thì là không thuận lợi cho chúng tôi giải ngân vì định giá doanh nghiệp là cao. Do đó nếu các nhà đầu tư theo dõi diễn biến của quỹ á, có thể thấy là chúng tôi giải ngân rất là thận trọng trong những tháng tiếp theo. Và điều này đã giúp cho quỹ có được kết quả khả quan hơn rất là nhiều so với đại chỉ số tham chiếu cũng như toàn thị trường. Kết thúc năm 2022, quỹ ghi nhận mức giảm là 20.2%. Nhưng mà các nhà tôi có thể thấy ở đây là mức đó thấp hơn rất là nhiều so với mức giảm của chỉ số VN70, đại chỉ số tham chiếu. Chỉ số này giảm tới 41.4%.
và cũng tốt hơn rất là nhiều so với mức giảm của chỉ số VN Index là 32.8%. Trong cái bảng ở dưới thì chúng tôi có liệt kê 5 công ty đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận của quỹ. Tôi có một cái lưu ý, đây là công ty Chemadep. Thì cái mức độ này trong cả năm á, thì Chemadep là giảm, giá cổ phiếu Chemadep là giảm, nhưng mà chúng tôi mua ở mức tốt hơn á, thành ra cái sau đó giá cổ phiếu Chemadep tăng lại và cũng đóng góp rất là tích cực vào cái lợi nhuận của quỹ. Về phân bổ tài sản tại ngày 31 tháng 3 năm nay thì tổng tài sản của quỹ là 266.6 tỷ Việt Nam đồng, và chúng tôi đang duy trì một tỷ trọng cao là gần 97% đầu tư vào cổ phiếu cho quỹ. Thì chúng tôi rất là tin tưởng vào cái chất lượng của những công ty mà chúng tôi đang đầu tư vào, cũng như là cái mức định giá hiện nay. Và chúng tôi cho rằng là với hai cái yếu tố này á, thì khả năng mà quỹ đem lại cái lợi nhuận khả quan cho các nhà đầu tư trong trung và dài hạn là rất là tốt. Thì ở đây chúng tôi có liệt kê 10 cổ phiếu mà chúng tôi đầu tư nhiều nhất cho quỹ. Vì lý do thời gian thì tôi xin phép là tôi sẽ không trình bày chi tiết từng công ty này, nhưng mà nếu các nhà đầu tư có câu hỏi thì chúng tôi sẽ trả lời trong phần hỏi đáp. Quỹ thứ hai là quỹ VCBF BCF. Thì đây là quỹ là chúng tôi đầu tư vào các doanh nghiệp đầu ngành và các doanh nghiệp có vốn hóa lớn ở Việt Nam. Và kết quả đầu tư của quỹ BCF trong năm vừa qua thực sự là phản ánh cái triết lý đầu tư của chúng tôi. Đó là chúng tôi và cũng như là hiệu quả của triết lý này. Đó là nếu nhà đầu tư theo dõi cái diễn biến của quỹ á, có thể thấy là chúng tôi luôn duy trì tỷ trọng cao đầu tư vào cổ phiếu trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà kết quả của quỹ á, vẫn tốt hơn rất là nhiều so với kết quả của danh mục tham chiếu và của thị trường. Cụ thể là trong năm vừa qua thì quỹ chỉ giảm 18.1% và thấp hơn rất là nhiều so với mức giảm của chỉ số VN100 là chỉ số tham chiếu, với mức giảm là 32.6% cũng như là mức giảm 32.8% của thị trường. Thì có được điều này là cho chúng tôi lại kiên định áp dụng hai cái tiêu chí đầu tư. Thứ nhất là phải chọn công ty tốt, và thứ hai là đầu tư với mức giá hợp lý và hấp dẫn với tầm nhìn là trung và dài hạn. Thì thực sự là đã làm được hai công việc này không phải là dễ, và điều này cần cái đội ngũ đầu tư của chúng tôi, họ phải làm việc rất là chuyên cần, và điều này đã coi như là tạo ra kết quả tốt cho quỹ BCF. Và trong những lần mà chúng tôi nói chuyện với nhà đầu tư lần trước thì các nhà đầu tư thường cũng hay hỏi là các quỹ của BCF có thoái vốn công ty nào đó hay không, có tái cơ cấu danh mục hay không. Thì chúng tôi câu trả lời là có. Ví dụ là trong năm vừa qua, các nhà đầu tư có thể thấy đây, công ty Vĩnh Hoàn là một công ty đóng góp khá là tích cực vào cái lợi nhuận của quỹ. Thì đây là một công ty rất là tốt, ban lãnh đạo của họ rất là giỏi. Nhưng mà chúng tôi đầu tư vào Vĩnh Hoàn khá là sớm, và sau đó thì cổ phiếu Vĩnh Hoàn tăng rất là nhiều khi cái kết quả kinh doanh của công ty được cải thiện. Nhưng sau đó chúng tôi nhận thấy đó là cái triển vọng kinh doanh trong những quý tiếp theo á là suy giảm, bởi vì cái giá cá xuất khẩu qua thị trường Mỹ là liên tục giảm và giảm rất là mạnh. Và do đó chúng tôi đã quyết định là thoái vốn Vĩnh Hoàn, và cái khoản đầu tư này thực sự là đem lại cái lợi nhuận rất là tốt cho quỹ BCF. Thì cũng như quỹ MGF thì chúng tôi vẫn đang duy trì một tỷ trọng cao đầu tư vào cổ phiếu cho quỹ BCF. Và đây chúng tôi cũng có liệt kê 10 công ty chúng tôi đầu tư nhiều nhất cho quỹ BCF. Thì các nhà đầu tư có thể đây là các công ty đầu ngành có nền tảng tài chính rất là vững mạnh. Và đối với danh mục cổ phiếu thì chúng tôi duy trì một cái danh mục rất là đa dạng, bao gồm nhiều công ty khác nhau trong nhiều ngành khác nhau. Và vì lý do thời gian thì tôi cũng xin là không đi vào chi tiết từng công ty này, và xin sẽ trả lời các câu hỏi nhà đầu tư nếu có trong phần Q&A. Và tiếp theo cái quỹ thứ ba đó là quỹ TBF, là quỹ cân bằng chiến lược. Thì đối với quỹ này chúng tôi đầu tư cả vào cổ phiếu và tài sản có thu nhập cố định, cụ thể là trái phiếu. Thì trong năm 2022 quỹ ghi nhận mức giảm là 12% và thấp hơn mức giảm của chỉ số tham chiếu là 15.3%. Thì chỉ số tham chiếu của quỹ này là bao gồm 50% là chỉ số VN Index và 50% là trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Thì kết quả tốt hơn của quỹ là do cái danh mục đầu tư cổ phiếu của quỹ có kết quả tốt hơn danh mục tham chiếu, đó là chỉ số VN Index. Thì cụ thể là năm 2022 danh mục cổ phiếu của quỹ chỉ giảm 18.1%, trong khi cái chỉ số VN Index giảm tới 32.8%. Và thực sự là cái kết quả hoạt động của danh mục cổ phiếu của quỹ tốt hơn rất là nhiều, và mặc dù là chúng tôi duy trì một cái tỷ trọng cao vào cổ phiếu, thì thông thường là trong suốt năm vừa qua thì chúng tôi duy trì mức
đầu tư vào cổ phiếu là trên 65% cho tới gần 70% tùy từng thời điểm. Nhưng và so với cái danh mục tham chiếu thì danh mục tham chiếu là danh mục cổ phiếu chỉ chiếm 50% mà thôi. Thì các cổ phiếu đóng góp nhiều vào lợi nhuận của quỹ, vào danh mục cổ phiếu của quỹ trong năm vừa qua thì bao gồm là Vĩnh Hoàn, B&J, RE, công ty nước và môi trường Bình Dương và Sabeco. Thì cũng giống như là quỹ BCF thì trong năm vừa qua chúng tôi đã thoái vốn khỏi Vĩnh Hoàn và thu được lợi nhuận rất là tốt cho quỹ. Tính đến tới thời điểm cuối quý 1 năm nay, tổng tài sản của quỹ là 199.5 tỷ Việt Nam đồng và chúng tôi đang duy trì một tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu là 67, gần 67% cho quỹ TBF. Và bên bảng bên phải thì chúng tôi cũng liệt kê 10 khoản đầu tư lớn nhất cho quỹ. Thì các nhà đầu tư có thể thấy là đây là bao gồm cả trái phiếu và cổ phiếu. Và trái phiếu thực sự đây là những công ty có hoạt động kinh doanh rất là ổn định và có khả năng là có dòng tiền ổn định và có khả năng là trả lãi cũng như gốc trái phiếu cao. Thành ra trong thời gian vừa rồi mặc dù kinh tế rất là khó khăn nhưng mà các công ty này họ vẫn trả lãi trái tức rất là đều đặn. Và đối với danh mục cổ phiếu thì chúng tôi cũng duy trì một danh mục đa dạng và phần lớn là giống như những công ty mà chúng tôi đầu tư vào cho quỹ TBF cũng khá là giống với những công ty chúng tôi đầu tư vào cho quỹ BCF. Và quỹ cuối cùng đó là quỹ trái phiếu FIF. Thì trong năm 2022 vừa qua quỹ ghi nhận một mức lợi tức là lợi nhuận là 7.2% và tốt hơn cái danh mục tham chiếu là 2.1%. Thì cái mục tiêu của chúng tôi khi thành lập quỹ FIF là giúp cho nhà đầu tư nhận thêm một cái mức lợi nhuận là khoảng từ 2-3% so với việc nhà đầu tư đi gửi tiền gửi tiết kiệm. Nhưng mà các nhà đầu tư có thể là nhìn vào cái số lợi nhuận năm 2022 có thể thắc mắc tại sao mức này nó chỉ có 7.2%. Thì câu trả lời đó là một phần là do cái việc cái phương pháp định giá trái phiếu. Thì đối với quỹ FIF thì chúng tôi đầu tư vào các trái phiếu niêm yết và sẽ dùng cái giá thị trường của các trái phiếu này cho mục đích là định giá trái phiếu. Thì các nhà đầu tư có thể cái này có thể là nhiều nhà đầu tư không thực sự là mới với nhiều nhà đầu tư, thì tôi xin giải thích thêm một chút. Đó là giả sử chúng tôi mua một trái phiếu đầu năm giá 100 đồng và trái phiếu đó trả cái mức lợi trái tức là 10% thì cuối năm chúng tôi sẽ có 110 đồng. Trong khoảng thời gian đó, một năm đó, tại một tháng nào đó thì có thể là có một nhà đầu tư khác cũng có trái phiếu này và họ vì lý do nào đó giống như chị Kim Anh đã trình bày cho mình trên là khi thị trường khó khăn đó, họ bán trái phiếu bán giá thấp hơn. Thì ví dụ họ bán với giá 95 đồng thì chúng tôi tại thời điểm đó cũng phải ghi cái định giá trái phiếu là 95 đồng. Mặc dù chúng tôi vẫn giữ cái trái phiếu đó và tới cuối năm chúng tôi thu được là 110 đồng. Thì đó cũng là giải thích tại sao là trong quý 1 năm nay thì cái mức lợi nhuận của cái quỹ FIF rất là tốt là 2.9%. Và trong slide cuối cùng về kết quả hoạt động của quỹ thì chúng tôi có trình bày về phân bổ tài sản của quỹ FIF và cũng như là các công ty mà chúng tôi đang đầu tư vào cho quỹ. Thì một lần nữa đó là những công ty có hoạt động kinh doanh rất là ổn định, dòng tiền tốt và có khả năng trả lãi, trả trái tức và gốc trái phiếu khi đến hạn rất là cao. Thì đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của tôi về diễn biến của thị trường cổ phiếu trong năm 2022 và kết quả hoạt động của các quỹ mở của VCBF. Thì trong phần tiếp theo tôi xin mời các nhà đầu tư đến một phần rất là quan trọng của đại hội ngày hôm nay, đó là nghe bà Hằng Nga là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc đầu tư của chúng tôi chia sẻ về triển vọng của thị trường trong năm 2023. Xin kính chào tất cả các quý vị đầu tư. Thì trước hết về triển vọng của thị trường thì tôi sẽ nói qua một chút về triển vọng kinh tế vĩ mô. Thực ra thì bà Kim Anh thì đã trình bày rất là kỹ rồi. Ở cái phần này thì tôi sẽ có thể là tổng kết sơ bộ. Thì có thể nói là trải qua cái cú sốc về Covid-19 cũng như là lạm phát tăng cao ở trên toàn cầu thì nền kinh tế của chúng ta thì sẽ còn gặp khá là nhiều thách thức trong năm 2023. Và những cái thách thức này thì đến từ cả trong và ngoài nước. Và những cái thách thức này thì nó sẽ tác động lên cả tăng trưởng kinh tế và cũng như là ổn định kinh tế vĩ mô. Thì đối với cả tăng trưởng kinh tế thì có thể nói là cái rủi ro lớn nhất đó là sẽ là sự ảnh hưởng của tăng trưởng chậm lại ở trên toàn cầu. Và đặc biệt là cái rủi ro xảy ra suy thoái ở một số nền kinh tế hàng đầu trên thế giới là Mỹ và châu Âu. Cùng với đó thì Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed thì được dự báo là cũng sẽ tiếp tục
tăng lãi suất thêm ít nhất là một lần nữa khoảng 0,25% vào kỳ họp tháng 5 tới. Và như vậy thì lãi suất sẽ có thể được tiếp tục duy trì cao đến cuối năm 2023, bởi vì lạm phát tại Mỹ thì mặc dù đã hạ nhiệt nhưng mà vẫn còn khá là xa so với cả mục tiêu 2% của Fed. Thì lãi suất cao thì có hai cái ảnh hưởng lớn. Thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến cầu về tiêu dùng và đầu tư tại Mỹ. Và khi mà cầu tiêu dùng và đầu tư tại Mỹ thấp thì nó sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Và điều này thì chúng ta đã cảm nhận được trong hai quý gần đây. Một cái điểm thứ hai nữa là khi mà lãi suất cao thì nó sẽ tác động rất là lớn đối với cả cái hoạt động kinh doanh cũng như là khả năng trả nợ của các doanh nghiệp, từ đó mà tác động lên cái hoạt động cái nợ xấu cũng như là thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Thì cái điều này thì chúng ta cũng đã được chứng kiến trong tháng 2 vừa rồi, khi mà có một số ngân hàng của Mỹ thì đã phải tuyên bố phá sản, hay là ngân hàng rất lớn của Thụy Sĩ là Credit Suisse thì cũng đã bị mua lại. Thì cái rủi ro đó thì chúng tôi cho là vẫn chưa hết, bởi vì sức ép của lãi suất cao đối với cả hệ thống tài chính thì vẫn sẽ tiếp tục, và đây là một cái rủi ro mà chúng ta sẽ cần theo dõi. Một cái ví dụ mà gần đây rất nhiều các nhà phân tích hay nhắc tới, đó là rủi ro đối với cả hệ thống gọi là đối với cả cái bất động sản thương mại Mỹ, bởi vì ví dụ như là cái tổng cái nợ đến hạn của bất động sản thương mại Mỹ là khoảng 1.500 tỷ đô trong vòng 3 năm tới, trong đó thì 2023 là tới 450 tỷ đô. Trong khi đó thì hoạt động của cái hệ thống văn phòng của Mỹ thì đang khá là kém do cái xu hướng làm việc tại nhà, và tỷ lệ lấp đầy thì chỉ dưới 70% so với cả trước dịch. Và đồng thời là khoảng 70% cái nợ này thì là ở các cái ngân hàng địa phương. Thì đó cũng là một cái rủi ro, một cái ví dụ về cái rủi ro của sức ép của lãi suất cao tới hệ thống tài chính Mỹ. Ngoài ra thì rủi ro địa chính trị thì vẫn luôn tiềm ẩn, như là chúng ta cũng đã nhắc đến rất nhiều về chiến dịch quân sự đặc biệt giữa Nga tại Ukraine, và chúng ta cũng chưa biết là cái chiến dịch quân sự này nó sẽ khi nào sẽ kết thúc và kết thúc như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể thấy là có rất nhiều những cái tranh luận về quan hệ giữa Trung Quốc, Đài Loan chẳng hạn, thì chúng ta thấy là cái rủi ro về địa chính trị cũng sẽ là một cái yếu tố khá là bất định. Trong nước thì những vấn đề liên quan đến thị trường trái phiếu, thị trường bất động sản thì cả chị Kim Anh và anh Vinh thì đã trình bày rất là kỹ rồi. Theo tôi thì mặc dù là chính phủ cũng có khá là nhiều những cái động thái để mà hỗ trợ cho hai thị trường này, tuy nhiên thì thị trường bất động sản thì sẽ vẫn phải cần thời gian để hồi phục, và như vậy thì nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế. Về lạm phát thì như bà Kim Anh đã trình bày thì mặc dù là quý 1 chúng ta có số liệu lạm phát cũng khá là ổn, tuy nhiên thì rủi ro thì vẫn còn đó, bởi vì là khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại thì cái nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng cao. Và đối với cả Việt Nam ấy thì không ngoài cái hàng hóa cơ bản ra thì cái hàng hóa về lương thực thực phẩm cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, bởi vì chúng ta cũng xuất khẩu phần lớn rau củ quả và lương thực sang Trung Quốc. Ngoài ra thì khi mà khách du lịch ở Trung Quốc trở lại Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ thấy là cái nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam cũng sẽ tăng lên và cũng đẩy áp lực cho giá cả hàng hóa. Gần đây chúng ta cũng nghe báo đài nói rất nhiều về giá cả của vé máy bay này hay là khách sạn chẳng hạn. Thì đó cũng là một trong những cái ví dụ về sức ép lên lạm phát, hay là sức ép đối với cả một số những cái dịch vụ công, ví dụ như điện hay là chi phí giáo dục, rồi tác động của lương cơ sở tăng từ 1 tháng 7 2023. Ngoài ra thì chúng ta thấy giá dầu cũng là một biến cố rất là khó dự đoán, khi mà đầu tháng 4 vừa rồi thì OPEC cũng lại tuyên bố cắt giảm sản lượng thêm khoảng hơn 1,2 triệu thùng nữa và đẩy giá dầu lên cao. Tuy vậy thì chúng ta cũng thấy là nền kinh tế thì cũng không phải là hoàn toàn là màu tối. Như bà Kim Anh đã trình bày, kinh tế của chúng ta thì sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi cái nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ khi mà Trung Quốc mở cửa, đặc biệt là đối với các ngành du lịch. Và một cái điểm đáng chú ý đối với các ngành du lịch nữa ấy, thì là trong ngành du lịch thì cái lượng lao động không chính thức nó rất là lớn. Ví dụ như chẳng hạn nhà hàng chẳng hạn, có thể hơn 80% cái lực lượng lao động trong ngành nhà hàng thì là lao động không chính thức. Và khi mà dịch vụ mở ra thì nó sẽ giúp cho lao động trong cái khu vực này sẽ tăng lên và cải thiện cái nhu cầu tiêu dùng của Việt Nam. Rồi đầu tư công, rồi FDI thì bà Kim Anh cũng trình bày rất là rõ rồi, nó cũng sẽ hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Ngoài ra ấy, thì tăng trưởng kinh tế rồi rủi ro từ khối bất động
bất động sản hay là trái phiếu chính phủ thì sẽ được hỗ trợ bởi những cái chính sách rất là linh hoạt của chính phủ. Và một cái điều rất là quan trọng đó là lãi suất thì đã có dấu hiệu giảm, thực tế là đã giảm, và chúng ta cũng thấy là doanh nghiệp và người dân thì sẽ tiếp tục cảm nhận được cái tác động của lãi suất giảm này. Rồi chính sách tiền tệ linh hoạt của ngân hàng nhà nước thì cũng sẽ giúp tỷ giá ổn định. Về cái dự báo tăng trưởng kinh tế thì bà Kim Anh cũng có đề cập rồi, chỉ có thêm một thông tin là nếu mà chúng ta nhìn vào cái trung vị dự báo của tổng hợp ở trên Bloomberg ấy, thì cái mức này thì cũng đã được liên tục được điều chỉnh giảm, và cái số trung vị gần nhất là 6%, thì trong đó cao nhất là dự báo của Standard Chartered Bank là 7,2%. Tuy nhiên thì trong cái báo cáo gần đây thì họ cũng đã điều chỉnh giảm xuống 6,5%. Rồi trung vị dự báo về lạm phát thì là 3,7% và cao nhất của Standard Chartered Bank là 5,5%. Nhưng gần đây thì họ cũng đã dự báo hạ xuống là 4,3%. Tuy nhiên ấy thì Standard Chartered Bank trong báo cáo gần đây thì cũng dự báo là quý 4 năm 2023 thì lạm phát của Việt Nam có thể lên đến 6%. Thì đó là những cái điểm qua về triển vọng tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Về cân đối cung cầu ở trên thị trường cổ phiếu thì có một cái điểm rất tích cực là lãi suất thì gần đây đã giảm, như chúng ta nhìn thấy ở trong cái biểu đồ về lãi suất liên ngân hàng cũng như là cái lợi suất trái phiếu chính phủ, thì thanh khoản của hệ thống ngân hàng thì đã dồi dào hơn, nó rất là khác biệt so với cả cái giữa quý 4 năm ngoái. Thường thì khi mà lãi suất giảm thì sẽ thúc đẩy cầu của cổ phiếu, bởi vì nhà đầu tư sẽ có nhiều tiền hơn để đầu tư, và lãi suất thấp thì cũng giúp cho người ta có thể nói là giảm cái động lực để gửi tiền và tăng nhu cầu đầu tư vào những cái tài sản có rủi ro cao hơn như cổ phiếu. Và một cái điểm đáng chú ý, năm 2022 thì số lượng tài khoản chứng khoán mở mới đạt kỷ lục là khoảng 2,6 triệu tài khoản. Con số này sẽ rất là lớn nếu chúng ta nhìn vào con số đến cuối năm 2021, thì số lượng tài khoản chứng khoán lũy kế từ khi mà thị trường thành lập đến cuối năm 2021 chỉ mới có 4,3 triệu cổ phiếu thôi, triệu tài khoản thôi. Tuy vậy thì cũng có một cái lưu ý là cũng rất nhiều tài khoản này thì được cho là sẽ được mở tự động khi mà nhà đầu tư mở tài khoản ngân hàng. Nhưng mà kể cả là khi chúng ta có cộng cái con số này vào rồi, thì cái tỷ lệ dân số mà có tài khoản chứng khoán thì cũng chỉ mới chiếm 7% dân số thôi. Và như vậy thì có thể thấy là cái tiềm năng tăng trưởng về nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cá nhân đối với thị trường chứng khoán thì vẫn còn rất là lớn. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh là cái khoảng cách giữa thu nhập của người dân và tiêu dùng, tức là cái phần tiết kiệm thì ngày càng tăng. Ngoài ra thì nhà đầu tư nước ngoài thì cũng tham gia tích cực hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023. Thực ra cuối 2022 là họ đã đầu tư rất là đã tăng đầu tư vào Việt Nam rồi, và giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên cái tổng giá trị giao dịch của thị trường ấy thì đã chiếm khoảng 12-13%. Trước đó vào năm 2021 hay là đầu năm 2022 chẳng hạn thì cái giá trị này, cái tỷ lệ này nó chỉ khoảng 6-8%. Và khi tiếp xúc với cả các nhà đầu tư nước ngoài thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư nước ngoài họ vẫn rất là lạc quan về triển vọng dài hạn của tăng trưởng kinh tế Việt Nam cũng như là của thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra thì với mục tiêu nâng hạng thị trường trước năm 2025 thì nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài chúng tôi nghĩ là vẫn tiếp tục ở mức cao. Mặc dù gần đây chúng ta thấy báo chí nói rất nhiều về việc là thời gian vừa rồi, trong tháng 4 vừa rồi thì nước ngoài liên tiếp bán ròng ở thị trường. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là đó cũng chỉ là một cái thời điểm, do là ảnh hưởng của những cái biến động ở trên thị trường toàn cầu. Về mức cung cổ phiếu thì từ một cái mức đỉnh là 110% GDP thì tổng vốn hóa của ba sàn trên GDP đã giảm xuống khoảng một nửa, chỉ còn khoảng 57,6% GDP vào cuối tháng 3 năm 2023. Và nếu mà chúng ta sử dụng cái quy tắc của Warren Buffett ấy, thì cái tỷ lệ này dưới 75% thì đã được coi là rẻ rồi. Một số cái chỉ số, một cái chỉ số về cân đối cung cầu thì chúng tôi có tính cái tỷ lệ tiền gửi cá nhân trong hệ thống ngân hàng so với vốn hóa, thì cái tỷ lệ này hiện tại đã đạt khoảng 107% so với cuối năm 2021 thì chỉ là 68% thôi, cho thấy là nguồn lực sẵn có để đầu tư vào chứng khoán thì đã cải thiện rất nhiều. Và tương tự như vậy thì cái room cho vay của các công ty chứng khoán thì còn rất là lớn. Dư nợ cho vay ký quỹ thì cũng đã giảm từ mức đỉnh của quý 1 2020 là khoảng 200.000 tỷ thì xuống còn chỉ còn khoảng 120.000 tỷ vào cuối quý 4 2022. Và các công ty chứng khoán thì cũng rất là tích cực tung ra các cái chương trình kích thích cho vay ký quỹ.
về định giá thì VN Index đang định giá ở mức PE trượt là khoảng 13,8 lần so với cả trung bình từ khi thị trường thành lập là 15,1 lần. Chúng ta cũng thấy là cái PE này thì cũng đã tăng lên sau khi mà kết quả quý 4 được cập nhật, bởi vì là lợi nhuận của VN Index trong quý 4 thì giảm tới 21%, và chỉ số này có lẽ là cũng sẽ được điều chỉnh tăng lên nữa sau khi mà kết quả quý 1 2023 được công bố, bởi vì chúng tôi dự kiến là quý 1 2023 thì lợi nhuận sẽ tiếp tục dự báo giảm. Nếu mà nhìn vào giá trên giá trị sổ sách, chỉ số PB thì hiện tại là khoảng 1,7 lần so với cả trung bình là 2,1 lần. Tuy nhiên ấy thì một cái cách nhìn khác là khi chúng tôi nhìn vào trung vị của toàn thị trường thì PE hiện tại là 9 lần và PB là 0,9 lần, tức là có khoảng 50% doanh nghiệp hiện tại là đang được định giá dưới mức giá trị sổ sách. Và cái này thì thường là chúng ta sẽ chỉ thấy xảy ra khi mà nền kinh tế có vấn đề trong một số giai đoạn khủng hoảng. Nếu mà chúng ta nhìn vào định giá theo nhóm vốn hóa thì các công ty vốn hóa lớn hiện tại thì đã có mức định giá thấp hơn so với cả trước Covid rồi. Và so với các nước trong khu vực thì mức định giá tiếp tục ở mức thấp, mặc dù dự báo tăng trưởng kinh tế hay là tăng trưởng lợi nhuận thì nếu chúng ta nhìn ở cái biểu đồ này chúng ta sẽ thấy là nó chỉ thấp hơn Ấn Độ thôi. Về lợi nhuận doanh nghiệp thì tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp thì đã liên tục giảm tốc từ mức khoảng 118% ở quý 2021 xuống, và đặc biệt là lợi nhuận trên một cổ phiếu của VN Index trong quý 4 2022 thì đã giảm khoảng 21% như tôi đã đề cập. Trong khi thì doanh thu của các cái công ty ở trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh ấy, vẫn tăng trưởng khoảng 13,4% trong quý 4 2022, nhưng mà tỷ suất lợi nhuận dòng thì đã liên tục giảm từ mức 13,6% trong quý 2 2022 xuống chỉ còn 10,4% trong quý 4 2022. Và các ngành như là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản là những cái ngành mà đã đẩy cái tăng trưởng rất là cao trong thời gian Covid, thì cũng là những ngành mà ảnh hưởng nhiều nhất tới lợi nhuận trong quý 4 2022. Đối với cả triển vọng năm 2023 thì tổng hợp dự phóng bởi Bloomberg thì cho thấy là thị trường vẫn kỳ vọng là lợi nhuận của VN Index thì sẽ tăng khoảng 15,9%. Tuy vậy thì cái mức này thì cũng đã giảm đáng kể so với cả cái dự báo trước đó, trước khi mà các cái công ty chứng khoán họ cập nhật cái dự báo của họ sử dụng cái lợi nhuận quý 4 để mà phản ánh vào cái dự báo của họ trong lợi nhuận của 2023 ấy, thì cái mức dự báo nó đạt hơn 20%. Và lợi nhuận quý 1 2023 thì dự kiến sẽ tiếp tục giảm tốc cũng do nền so sánh cao của quý 1 2022. Như vậy thì tổng hợp lại thì có thể thấy là các yếu tố mà ảnh hưởng lớn tới thị trường ấy, thì sẽ thấy là triển vọng kinh tế vĩ mô và lợi nhuận doanh nghiệp thì sẽ không được thuận lợi. Nó cũng sẽ còn rất nhiều thách thức. Tuy nhiên ấy thì cái kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận và tâm lý thị trường thì sẽ dần được cải thiện về cuối năm. Trong khi đó thì tương quan về cung cầu cổ phiếu rồi mức định giá so sánh kể cả là so với quá khứ rồi kể cả so với cả các nước trong khu vực thì đang là những yếu tố tích cực hỗ trợ thị trường. Tuy vậy thì chúng tôi cũng lưu ý rằng là những cái yếu tố này thì luôn luôn thay đổi nhanh chóng, và VCBF thì sẽ luôn luôn là đầu tư không dựa trên dự đoán thị trường. Chúng tôi chỉ cho rằng là những cái yếu tố tiêu cực thì đã được thị trường nhận diện và đã phần nào phản ánh vào giá của thị trường rồi. Và tôi nghĩ là khi có một cái gì đó tiêu cực hơn thì nó cũng sẽ không gây ngạc nhiên quá lớn cho thị trường nữa. Trong thì chỉ cần có một cái thông tin tích cực nào đó thì cũng sẽ làm cho thị trường phản ánh mạnh theo hướng tích cực. Và một cái điểm nữa là khi mà chúng tôi nhìn vào quá khứ thì chúng tôi cũng thấy là chưa có năm nào mà 2 năm thị trường giảm mạnh cả, và năm ngoái chúng ta đã thấy là thị trường giảm khoảng gần 33%, thì chúng tôi cho rằng một cái kịch bản thị trường giảm mạnh năm nay cũng sẽ khó xảy ra. Và cũng một cái điểm tôi muốn nhấn mạnh lại rằng nếu mà nhìn vào cái trung vị thì sẽ thấy là rất nhiều cổ phiếu thì đã đang được định giá thấp, và cái mức định giá như vậy ấy, thì khi mà thị trường hồi phục lại chúng ta nhìn lại ấy, chúng ta sẽ thấy là những cái mức định giá như vậy thực sự là rất là xa vời. Tất nhiên là cho đến khi mà chúng ta thấy lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện bền vững thì quá trình phục hồi của thị trường chắc chắn là sẽ vẫn còn gập ghềnh. Và một cái điểm là nếu mà suy thoái kinh tế Mỹ thực sự xảy ra ấy, thì có thể chúng ta cũng sẽ thấy là thị trường sẽ còn một đợt khó khăn nữa. Ngoài ra thì
thì do cái rủi ro của lạm phát thì chúng tôi cho rằng là mặc dù ngân hàng nhà nước thì cũng đã có những cái động thái rất là sớm cắt giảm lãi suất để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên thì do cái rủi ro của lạm phát nên chúng tôi cho rằng là ngân hàng nhà nước cũng sẽ khó có thể thực hiện chính sách nới lỏng mạnh tay, và như vậy thì việc lựa chọn cổ phiếu và kiên trì chờ đợi thì vẫn là những yếu tố quyết định. Và với nhận định như vậy thì VCBF thì sẽ tiếp tục kiên định với phương pháp đầu tư dựa trên lựa chọn cổ phiếu. Và chúng tôi cho rằng trong bất kỳ cái điều kiện nào thì cũng sẽ có những cái doanh nghiệp có tăng trưởng, và cũng sẽ có những doanh nghiệp thì sẽ bị ảnh hưởng nhiều, cũng có doanh nghiệp bị ảnh hưởng ít bởi những cái yếu tố vĩ mô. Và có một số những doanh nghiệp thì thậm chí là họ còn tận dụng được cái cơ hội để mà tăng trưởng tốt hơn trong dài hạn. Và chính vì thế nên chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ đa dạng các cái danh mục, các cái cổ phiếu đầu ngành hoặc là có triển vọng trở thành đầu ngành. Và các doanh nghiệp này thì sẽ có khả năng vượt qua những cái khó khăn ngắn hạn, nhưng còn sẽ trở lên mạnh mẽ hơn trong dài hạn. Chúng tôi cho rằng là kiên trì nắm giữ những công ty này thì sẽ mang lại quả ngọt cho chúng ta trong dài hạn. Tất nhiên là chúng tôi sẽ thường xuyên đánh giá, phân tích và cân nhắc tiềm năng tăng trưởng của các cái cổ phiếu khác nhau trong tương quan với cả rủi ro giảm giá để mà chúng tôi có thể tối ưu hóa cái danh mục đầu tư của chúng tôi. Thì trong điều kiện chính sách tiền tệ có xu hướng chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng ấy, thì chúng tôi sẽ cũng tìm kiếm những cái cơ hội để chuyển từ những cái cổ phiếu phòng thủ sang tăng trưởng, tức là giảm tỷ trọng những cái cổ phiếu phòng thủ và tăng những cái cổ phiếu mà mang tính chu kỳ. Chúng ta cũng biết rằng là năm 2022 ấy, nhờ cái việc nắm giữ những cái cổ phiếu mà mang tính phòng thủ cao thì danh mục của chúng ta thì đã có một cái mức giảm thấp hơn rất nhiều so với thị trường và đã giảm thiểu được cái lỗ cho khách hàng rất là nhiều. Tuy nhiên thì khi mà điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi thì chúng tôi sẽ luôn luôn mở rộng cái tầm nhìn của chúng tôi để mà tìm kiếm những cái cơ hội tạo ra một cái tăng trưởng, một cái tiềm năng tăng trưởng tốt hơn trong dài hạn. Chúng tôi sẽ cấu trúc một cái danh mục để mà sẵn sàng được hưởng lợi khi mà thị trường hồi phục. Thế tuy nhiên thì như tôi cũng đề cập thì chúng tôi sẽ luôn luôn phải cẩn trọng với những cái tình hình kinh tế, những cái rủi ro suy thoái xảy ra tại Mỹ hay là rủi ro lạm phát tại Việt Nam. Và một lần nữa thì chúng tôi sẽ cố gắng là duy trì một cái danh mục khá là đa dạng và cân bằng. Tuy nhiên thì vẫn tiếp tục cái phương pháp đầu tư nắm giữ để mà mình có thể vượt qua những cái khó khăn trong ngắn hạn, nhưng mà sẵn sàng để mà hưởng lợi khi mà thị trường hồi phục trong trung và dài hạn. Đối với cả quỹ trái phiếu thì nếu mà chúng tôi có thêm dòng tiền từ các nhà đầu tư hiện tại thì chúng tôi đã đầu tư cũng có thể nói là cái room mà cho đầu tư cho trái phiếu doanh nghiệp thì cũng đã đủ rồi. Nhưng nếu mà chúng tôi có thêm cái dòng tiền cho nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những cái trái phiếu niêm yết có chất lượng để mà đầu tư cho quỹ trái phiếu VCBF. Thì chúng ta cũng biết rằng là năm trước thì thị trường trái phiếu doanh nghiệp thì đã trải qua rất là nhiều biến động, nhưng mà với cái phương pháp lựa chọn những cái trái phiếu rất là kỹ lưỡng thì chúng ta có thể thấy là danh mục của VCBF cho đến nay có thể nói là miễn nhiễm với tất cả những cái khó khăn của thị trường của thị trường trái phiếu. Và chúng tôi cũng tin tưởng rằng là với cái phương pháp đầu tư lựa chọn rất là kỹ lưỡng của chúng tôi thì cái danh mục trái phiếu mà chúng tôi đang nắm giữ thì sẽ tiếp tục tạo ra một cái lợi nhuận hợp lý và cho các nhà đầu tư. Vì cái thời gian có hạn nên là tôi cũng sẽ xin phép là chỉ tóm tắt những cái đánh giá triển vọng của chúng tôi như vậy. Và nếu mà quý nhà đầu tư có cái câu hỏi chi tiết hơn thì chúng tôi cũng rất là vui lòng trả lời ở phần hỏi đáp. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, vừa rồi chị Kim Anh, anh Triệu Vinh và chị Hằng Nga đã cho chúng quý nhà đầu tư trình bày về kinh tế vĩ mô cũng như là kết quả đầu tư của các quỹ VCBF đang quản lý. Và để tiếp tục chương trình thì xin mời bà Nguyễn Thị Thủy, thành viên ban đại diện quỹ, trình bày về các báo cáo của ban đại diện quỹ, và đại diện ngân hàng giám sát bà Vũ Minh Hiền trình bày các báo cáo của ngân hàng giám sát. Kính mời hai bà. Kính chào các quý nhà đầu tư. Tôi xin báo cáo phần của ban đại diện quỹ ạ. Vâng, về báo cáo của ban đại diện quỹ liên quan đến việc phê duyệt các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các quỹ. Ban đại diện quỹ chúng tôi thì đã xem xét các báo cáo và các ghi chú, thuyết minh. Và trong cuộc họp với kiểm toán viên của công ty kiểm toán của các quỹ
là công ty kiểm toán trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Chúng tôi đã thảo luận về quá trình kiểm toán và các điểm cần được làm rõ. Tất cả các điểm đã được kiểm toán viên trả lời thỏa đáng các câu hỏi của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã phê duyệt các báo cáo tài chính để trình bày với Đại hội Nhà đầu tư. Và theo các cái kiểm toán viên của chúng tôi thì các báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2022. Kính đề nghị Đại hội thông qua. Và xin quý vị có thể xem các báo cáo tài chính của ba quỹ, của các quỹ từ trang 24 đến trang 39 trong tài liệu họp của đại hội đính kèm ạ. Vâng ạ, kính mời các quý vị xem từ trang 24 đến trang 39 ạ. Vâng, xin cảm ơn. Các chuyển cho đại diện của ngân hàng giám sát ạ. Vâng, xin mời chị. Kính thưa Đại hội Nhà đầu tư, Ban đại diện quỹ và Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên Standard Chartered Việt Nam với tư cách là ngân hàng giám sát của các quỹ cho giai đoạn năm 2022 xin được báo cáo đến Đại hội Nhà đầu tư báo cáo của ngân hàng giám sát như sau. Thứ nhất là liên quan đến hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của quỹ. Tại một số kỳ định giá trong năm 2022, tỷ lệ đầu tư của quỹ đầu tư trái phiếu VCBF, VCB, FIF và vào các tài sản được phát hành bởi các công ty trong cùng một nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 30% tổng giá trị tài sản của quỹ do biến động giá thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ, và quỹ đã thực hiện các khoản thanh toán của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư. Công ty quản lý quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ VCB, FIF để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định trong thời gian cho phép. Cũng trong một số kỳ định giá trong năm 2022 thì tỷ lệ đầu tư vào các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đã phát sinh sai lệch so với hạn mức 40% tổng giá trị tài sản của quỹ, cũng là do những cái biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ và do quỹ thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của quỹ theo quy định của pháp luật, bao gồm là việc thực hiện giao dịch thực hiện lệnh giao dịch của nhà đầu tư. Đối với các cái sai lệch phát sinh của quỹ VCB TBF thì công ty quản lý quỹ đã thực hiện điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ để đáp ứng hạn mức đầu tư theo quy định trong thời gian cho phép. Còn đối với các cái giao dịch với các cái sai lệch phát sinh của quỹ VCB BCF thì công ty quản lý quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại cơ cấu danh mục đầu tư của quỹ cho phù hợp theo quy định chậm nhất vào ngày 29 tháng 3 năm 2023. Thứ hai là liên quan đến việc định giá và đánh giá tài sản của các quỹ thì đã phù hợp với điều lệ quỹ, bản cáo bạch của quỹ và các văn bản pháp luật liên quan. Thứ ba là về việc phát hành và mua lại chứng chỉ quỹ đã phù hợp với điều lệ quỹ, bản cáo bạch của các quỹ và các văn bản pháp luật liên quan. Trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì các quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tư. Để biết thêm chi tiết thì quý nhà đầu tư xin vui lòng xem lại tại báo cáo của ngân hàng giám sát đính kèm tại tài liệu đại họp của đại hội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý nhà đầu tư, của ban đại diện quỹ cũng như công ty quản lý quỹ đối với hoạt động giám sát của ngân hàng giám sát. Kính chúc quý vị sức khỏe. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Dạ vâng, cảm ơn bà Thủy và bà Minh Hiền. Và trong đại hội ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung như phần trình bày của ông Ninh sau đây. Và do đó ngay từ bây giờ, quý nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi bằng cách gõ vào khung câu hỏi về các vấn đề cần biểu quyết. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Phạm Ngọc Ninh, trưởng phòng pháp chế kiêm trưởng phòng kiểm soát nội bộ của công ty VCBF sẽ trình bày với đại hội về những vấn đề cần biểu quyết. Xin kính mời ông ạ. Vâng ạ. Kính thưa quý nhà đầu tư, sau đây thì chúng tôi xin được trình bày về những cái nội dung xin ý kiến biểu quyết tại đại hội nhà đầu tư thường niên năm nay của các quỹ mở do VCBF quản lý. Thứ nhất thì là về việc biểu quyết thông qua các cái báo cáo tài chính thì chúng ta sẽ xem xét phê duyệt báo cáo tài chính của 4 quỹ mở là BCF, TBF, FIF và MGF trong năm tài chính 2022 từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Riêng đối với quỹ cổ phiếu tăng trưởng, tức là quỹ MGF, thì giai đoạn báo cáo tài chính là từ ngày quỹ thành lập, tức là ngày 2 tháng 12 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thì các cái báo cáo tài chính của bốn quỹ này thì đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Ernst & Young. Và như đánh giá của ban đại diện quỹ thì ban đại diện quỹ cũng đã thấy rằng là các cái báo cáo này đã phản ánh trung thực hợp lý về cái tình hình tài chính của quỹ vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, phù hợp với các cái chuẩn mực và chế độ kế toán có liên quan của Việt Nam. Thì ngoài ra cũng xin nói rõ là các cái báo cáo kiểm toán này của các quỹ đều là những báo cáo không có ý kiến loại trừ. Vì vậy, kính đề nghị Đại hội Nhà đầu tư xem xét cho ý kiến về các vấn đề này ạ. Thứ hai là về việc xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư cho các cái nội dung thay đổi đối với điều lệ của các quỹ. Thì năm nay về cơ bản thì nội dung điều chỉnh là rất ít và không trọng yếu. Một lát nữa thì chúng tôi cũng xin được trình bày một số điểm nội dung chính. Thứ ba là việc xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận ủy quyền cho ban đại diện quỹ để quyết định một số vấn đề thay mặt cho Đại hội Nhà đầu tư. Đó là các cái nội dung được nêu tại các điểm B, C, D, E, F, G của khoản 2 điều 22 điều lệ quỹ của các quỹ. Thì các nội dung này đã là các cái nội dung ủy quyền này là những cái vấn đề mà vốn là thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư. Và theo quy định pháp luật thì có thể được ủy quyền cho ban đại diện quỹ. Và mỗi năm một lần thì chúng ta đều tiến hành cái hoạt động xin ủy quyền này, để trong trường hợp cần thiết thì ban đại diện quỹ có thể thay mặt Đại hội Nhà đầu tư thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền để cho các hoạt động của quỹ được diễn ra thông suốt thuận lợi. Đó là cái ba nội dung về xin ý kiến biểu quyết của Đại hội Nhà đầu tư. Thì sau đây chúng tôi xin được trình bày về các cái đề xuất sửa đổi trong điều lệ quỹ của các quỹ. Thì năm nay các cái nội dung đề xuất thay đổi không đáng kể. Phần lớn thì nó chỉ là những cái cập nhật về thông tin của ngân hàng giám sát hoặc là công ty quản lý quỹ, hoặc là điều chỉnh một số những cái từ chữ câu, từ ngữ câu chữ cho nó phù hợp chính xác hơn mà thôi. Về cơ bản thì các cái kết cấu nội dung của bốn quỹ là giống nhau, thế cho nên là chúng tôi sẽ trình bày chung cho cả bốn quỹ. Lần này thì do nội dung nó không nhiều, thế cho nên là chúng tôi sẽ chia thành hai cái nhóm vấn đề chính để cho nhà đầu tư có thể tiện theo dõi. Thứ nhất là về những cái cập nhật thông tin của ngân hàng giám sát, công ty quản lý quỹ, thì quý vị có thể thấy như là phần định nghĩa hoặc là điều 6, điều 7 hoặc là phần phụ lục về các cái cam kết của công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát. Thì đây chỉ là những cái cập nhật bổ sung điều chỉnh về thông tin mà thôi. Về chi tiết nội dung thì xin mời quý nhà đầu tư có thể xem trong tài liệu. Thứ hai là một số những cái điều chỉnh về từ ngữ câu chữ cho phù hợp và chính xác hơn, như là ở điều 10.3 hoặc là điều 17.5 thì vân vân ấy. Thì ví dụ như là tại điều 10.3 thì chúng tôi cũng chỉ đề xuất thay đổi dùng cái cụm từ mới, đó là cụm từ báo cáo và công bố thông tin. Đấy, vì cái cụm từ này nó sát hơn so với cái từ ngữ được quy định ở trong pháp luật. Thì cũng tương tự tại điều 17.5 thì chúng tôi cũng đề nghị dùng cái cụm từ là tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ. Đây cũng là cái từ mà quy định pháp luật người ta dùng. Thì chúng tôi sau khi giả soát thì chúng tôi điều chỉnh lại một chút như vậy. Thế ngoài ra thì cũng có một số những cái điều chỉnh nhỏ khác nữa, thì nó hầu hết là nằm ở những cái mục đích là làm cho cái nội dung ý nghĩa để nó rõ ràng hơn mà thôi. Và về cơ bản thì không có cái thay đổi gì trọng yếu cả. Thì xin mời quý vị có thể xem chi tiết ở trong các cái tài liệu Đại hội Nhà đầu tư. Trên đây thì đó là những cái phần trình bày về nội dung chính đối với các đề xuất thay đổi nội dung trong điều lệ của các quỹ. Nội dung chi tiết thì một lần nữa xin mời các nhà đầu tư chúng ta xem ở trong các cái tài liệu đã được đính kèm ở trong tài liệu Đại hội Nhà đầu tư. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư đã lắng nghe, và nếu như mà quý nhà đầu tư nào có các câu hỏi hay vấn đề gì thì chúng tôi sẽ xin được xem xét và phản hồi trong phần tiếp theo. Một lần nữa thì xin kính chúc nhà đầu tư
nhiều sức khỏe và may mắn. Xin trở lại với người dẫn chương trình cho các cái nội dung tiếp theo của đại hội. Dạ vâng ạ, cho phép em nhắc lại về những cái nghị quyết để đại hội biểu quyết thông qua sau đây. Thứ nhất là thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của quỹ. Thứ hai, thông qua các thay đổi của điều lệ quỹ cũng như đã được trình bày chi tiết tại tài liệu họp. Và cuối cùng là thông qua việc ủy quyền của đại hội, nhà đầu tư cho ban đại diện quỹ quyết định một số vấn đề thay mặt cho đại hội nhà đầu tư như đã được trình bày chi tiết trong tài liệu họp. Quý vị vui lòng click vào một trong ba ô đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến cho cả ba nội dung cần biểu quyết. Xin kính mời quý nhà đầu tư ạ. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Hướng dẫn biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Nhà đầu tư đồng ý với nội dung nào thì chọn tán thành, không đồng ý thì chọn không tán thành, nếu không có ý kiến gì chọn không ý kiến, sau đó chọn gửi biểu quyết cho từng nội dung, hoặc chọn gửi tất cả biểu quyết cho các nội dung đã lựa chọn. Kính thưa quý vị, nếu quý vị nào mà sở hữu chứng chỉ quỹ của nhiều quỹ thì vui lòng mở tất cả các đường link mà chúng tôi đã gửi cho quý vị để biểu quyết, vì mỗi quỹ là một đường link khác nhau. Và quý vị ơi, trong cái khoảng thời gian chúng ta biểu quyết thì quý vị hoàn toàn có thể đặt câu hỏi dành cho các chuyên gia cũng như là ban đại diện quỹ. Các vị ở đây thì sẽ giúp quý nhà đầu tư giải đáp các cái thắc mắc về về quá trình đầu tư này, hoặc là quý vị trong quá trình mà mình tìm hiểu về quỹ có những cái câu hỏi hay là có những cái vướng mắc gì về thủ tục này cũng như là sản phẩm thì quý vị hãy cứ đặt các cái câu hỏi dành cho chúng tôi ạ. Tôi xin phép được nhắc lại là quý vị vui lòng click vào một trong ba ô đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến cho cả ba nội dung cần biểu quyết. Hướng dẫn nhà đầu tư gửi ý kiến. Nhà đầu tư chọn vào biểu tượng đăng ký thảo luận phía dưới góc phải màn hình, sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận, rồi chọn gửi.
hướng dẫn nhà đầu tư gửi ý kiến. Nhà đầu tư chọn vào biểu tượng đăng ký thảo luận phía dưới góc phải màn hình, sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận, rồi chọn gửi. Hướng dẫn nhà đầu tư gửi ý kiến. Nhà đầu tư chọn vào biểu tượng đăng ký thảo luận phía dưới góc phải màn hình, sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận, rồi chọn gửi. Hướng dẫn nhà đầu tư gửi ý kiến. Nhà đầu tư chọn vào biểu tượng đăng ký thảo luận phía dưới góc phải màn hình, sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận, rồi chọn gửi. Kính thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi chưa nhận được bất kỳ câu hỏi nào. Vậy nên là để tiết kiệm thời gian thì trong cái quá trình mà chúng ta đang vote biểu quyết này thì quý vị hãy đặt câu hỏi dành cho ban đại diện quỹ cũng như là các anh chị trong ban đầu tư của VCBF quý vị ha. Chuyển đến phần giải đáp các câu hỏi của quý nhà đầu tư. Xin cảm ơn quý nhà đầu tư Lê Quang Nhật. Anh có đặt câu hỏi như sau ạ. Chào ban quản lý quỹ VCBF. Xin ban quản lý cho nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam từ giờ đến cuối năm 2023. Liệu thị trường có nhiều khả năng phục hồi trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện tại? Và liệu sự suy thoái kinh tế của Mỹ và các nước lớn khác có ảnh hưởng tới sự phục hồi của kinh tế Việt Nam từ giờ đến cuối năm hay không? Xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn nhà đầu tư Lê Quang Nhật. Và để trả lời câu hỏi của nhà đầu tư thì xin kính mời chị Nga, giám đốc đầu tư của VCBF sẽ giúp anh Nhật trả lời câu hỏi này. Xin kính mời chị Nga ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư Lê Quang Nhật.
Thì thực ra thì về nhận định về thị trường chứng khoán 2023 thì như tôi đã trình bày ở trong cái phần triển vọng thị trường ấy, thì có thể thấy là thị trường thì sẽ bị ảnh hưởng bởi một số những cái yếu tố. Thứ nhất là về triển vọng kinh tế thì rủi ro mà các nền kinh tế lớn đi vào suy thoái thì vẫn còn, ví dụ chẳng hạn như là Mỹ hay châu Âu. Thực ra về cái xác suất mà Mỹ rơi vào suy thoái ấy, thì nếu mà chúng tôi nhìn ở trên cái mô hình của Bloomberg, dự báo của Bloomberg ấy, và họ dựa trên cái rất nhiều những cái chỉ số về diễn biến về thị trường tài chính này, về nền kinh tế và những cái chỉ số về cân đối kinh tế, thì họ đưa ra một cái dự phóng về xác suất kinh tế Mỹ đi vào suy thoái là 100%. Tuy nhiên ấy, thì cái xác suất 100% này thì nó đã xảy ra từ tháng 7 năm 2022 rồi và kéo dài cho đến tận bây giờ. Thế còn nếu mà chúng ta nhìn vào cái tổng hợp những cái dự báo của Bloomberg của các cái tổ chức mà họ dự báo xong họ đưa lên trên Bloomberg, thì cái mức trung vị của cái xác suất này thì nó cũng đang ở mức là 65%. Và cái mức 65% thì là nó kéo dài từ khoảng tháng 3 2023 trở lại đây. Thực ra trước đó thì nó đã giảm từ 65% xuống 60%, nhưng mà sau đó thì lại tăng lên lại. Thì có thể thấy là hầu hết thì các cái tổ chức thì vẫn đánh giá là cái khả năng mà kinh tế Mỹ xảy ra suy thoái là có. Chỉ có điều bây giờ là vấn đề là nếu mà xảy ra thì nó sẽ ở mức độ nghiêm trọng như thế nào. Thì hầu hết những cái phân tích mà chúng tôi đọc được ấy thì đều cho thấy là cái nhận định thì là khủng hoảng có thể, suy thoái có thể xảy ra nhưng mà ở mức độ nhẹ. Và chúng ta cũng thấy là như vừa rồi ấy, khi mà có xảy ra những cái vấn đề đối với cả ngân hàng của Mỹ ấy, thì chính phủ các nước thì đã xử lý rất là nhanh chóng và quyết liệt, và cũng có thể giúp cho cái nếu mà suy thoái có xảy ra thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ giảm thiểu ảnh hưởng. Thế còn nó ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam như thế nào thì chắc chắn rồi, bởi vì là nền kinh tế của chúng ta thì có một cái độ mở rất là cao. Tổng cái xuất nhập khẩu của chúng ta so với cả GDP là trên 2% GDP, thực ra là khoảng 200% của GDP. Đấy thì khi mà kinh tế thế giới bị ảnh hưởng thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam. Và chúng ta thấy thì đã thấy điều đó từ khoảng tháng 9 năm ngoái, thì cái tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta đã giảm tốc và thậm chí là còn giảm nữa. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng ta là Mỹ chẳng hạn, thì trong quý 1 vừa rồi thì xuất khẩu trong tháng 3 vừa rồi thì chúng ta thấy là xuất khẩu sang Mỹ đã thậm chí là giảm tới khoảng 21%. Thì đặc biệt là những cái ngành mà rất là lớn của Việt Nam, ví dụ như là dệt may da giày hay là một cái ngành rất lớn đó là ngành điện tử, điện thoại và điện tử, thì cái cầu ở trên thế giới đang rất là thấp. Và không những là cầu thấp mà bởi vì là trước đấy thì khi mà các công ty ở nước ngoài ấy, họ cũng có lo lắng về cái gián đoạn chuỗi cung ứng thì họ cũng có dự trữ cái hàng tồn kho rất là nhiều. Thế sau đó thì cái việc gián đoạn chuỗi cung ứng thì không xảy ra và cầu thì lại giảm, nên là thành ra cái số lượng hàng tồn kho của họ rất là lớn và dẫn đến là ảnh hưởng rất là lớn đến cái đơn đặt hàng cho các công ty của Việt Nam, dẫn đến là xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng. Và nếu mà chúng ta nhìn 9 tháng 2023 chẳng hạn thì xuất khẩu đóng góp tới khoảng tôi nhớ là khoảng 40% vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, nhưng mà đến quý 4 ấy thì xuất khẩu lại làm giảm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Tất nhiên là quý 1 vừa rồi thì nhờ nhập khẩu giảm nên là thành ra là chênh lệch, tức là chúng ta vẫn có thặng dư thương mại và vẫn đóng góp vào tăng trưởng. Đấy, tuy nhiên ấy thì trong thời gian tới nếu mà xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục thấp thì đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Và một cái điểm nữa là ngoài cái việc ảnh hưởng đến xuất khẩu thì nó sẽ ảnh hưởng đến lao động, ảnh hưởng đến cái tình hình việc làm. Chúng ta cũng nghe thấy nói rất nhiều về việc là gần đây là các cái công ty dệt may chẳng hạn thì gần như là cái đơn hàng bị giảm rất là nhiều, và ảnh hưởng đến lao động thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và ảnh hưởng đến cái cầu tiêu dùng, vốn là một cái yếu tố đã hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm trước. Thế thì đó là về ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới đối với Việt Nam. Còn về thị trường chứng khoán ấy thì như tôi cũng có đề cập, thực ra là để mà dự báo thị trường chứng khoán thì rất là khó. Thì chúng tôi cũng đưa ra những cái yếu tố mà có thể ảnh hưởng đến, thứ nhất là cái định giá thị trường,
Và thứ hai nữa là lợi nhuận của doanh nghiệp. Bởi vì thực ra chúng ta thấy là chỉ số VN Index cũng giống như là giá của một cổ phiếu thôi. Đấy, thì cái giá đấy thì nó sẽ bằng là cái mức mà mình sẵn sàng trả cho cái lợi nhuận là bao nhiêu, tức là cái chỉ số PE. Và thứ hai nữa là lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu. Thì cái mức độ sẵn sàng trả đấy thì nó sẽ phụ thuộc rất nhiều yếu tố, phụ thuộc vào cung cầu ở trên thị trường và phụ thuộc vào cái tâm lý của nhà đầu tư. Thì từng cái yếu tố đó thì tôi cũng đã phân tích rất là chi tiết rồi. Thì tôi thấy là về mặt cán cân của cung cầu ấy thì hiện tại là đang hỗ trợ cho thị trường, bởi vì chúng ta thấy là cái tiền mà nhà người dân có để mà sẵn sàng đầu tư chứng khoán ấy, so với cả cái vốn hóa thì tỷ lệ này đã tăng lên rất là nhiều so với cả cuối năm 2021. Hay là cái chỉ số như tôi có đề cập là chỉ số vốn hóa trên GDP ấy, thì cũng lại giảm khoảng một nửa so với cả năm 2021. Thì những cái điều này thì đã hỗ trợ cho cung cầu. Tuy nhiên thì tâm lý nhà đầu tư thì hiện tại thì vẫn còn khá là thận trọng. Thực ra ấy, thì chúng ta cũng hiểu là khi mà thị trường trải qua một cái giai đoạn khó khăn, đúng không, thì nó cũng giống như là người ốm ấy. Tóm lại là trải qua một cái cơn ốm nặng, đúng không? Bây giờ bác sĩ cho thuốc thì có thể là chúng ta cũng hồi phục một chút, nhưng mà nó sẽ phải cần thời gian để mà hồi phục hoàn toàn. Và cái thuốc mà chúng ta thấy ấy, bây giờ chính phủ đã có cái hỗ trợ là giảm lãi suất rồi. Thế nhưng mà không phải ngay lập tức mà chúng ta đã thấy là kinh tế sẽ có thể hồi phục trở lại và thị trường có thể hồi phục trở lại, mà quá trình đó thì sẽ cần thời gian. Trong năm 2023 thì hầu như là các cái nhận định sẽ cho rằng là cuối năm ấy thì tình hình thì sẽ có thể tích cực hơn. Đấy, thì bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng đồng tình với cả cái nhận định này. Tuy nhiên ấy thì cũng sẽ luôn cân nhắc về cái rủi ro suy thoái kinh tế Mỹ, bởi vì là nếu như tình hình của chúng ta được cải thiện tốt hơn vào ở nửa sau của năm 2023, nhưng mà cùng lúc đó suy thoái kinh tế Mỹ lại xảy ra chẳng hạn, thì thị trường vẫn có thể có khó khăn. Đấy, nói như vậy để thấy là có thể là chúng ta đâu đó thì chúng ta nhìn thấy mọi người có một cái gần như là có một cái đồng lòng là đến nửa sau thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì cũng còn rất nhiều những cái yếu tố bất định, và cái việc là dự đoán thị trường thì có thể nói là gần như là không thể. Nhưng mà cái như tôi cũng đề cập ấy, là những cái khó khăn đó ấy, thì đã được phản ánh vào cái giá của thị trường rồi và giá của thị trường chứng khoán rồi. Và nếu mà nó có khó khăn hơn nữa ấy, thì nhà đầu tư cũng sẽ không quá là ngạc nhiên và sẽ không có những cái đợt giảm mạnh, bởi vì là cái giá trị mà cho vay để mà mua chứng khoán ấy, cái cho vay ký quỹ ấy, thì nó cũng đã giảm rất là nhiều. Và thường cái yếu tố đó là cái yếu tố mà gây ra những cái đợt giảm mạnh, thì yếu tố đó thì đã được giảm thiểu rồi. Nên là chúng tôi cho rằng là sẽ không có một cái đợt giảm quá mạnh, nhưng mà thị trường để mà hồi phục thì sẽ cần thời gian. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ không thể nào đưa ra dự đoán là thị trường ở mức bao nhiêu điểm vào cuối năm 2022. Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng Nga. Hy vọng là nhà đầu tư Lê Quang Nhật đã có phần nào cái câu trả lời rõ ràng cho mình. Và tiếp theo, nhà đầu tư Lê Thị Thu Uyên có đặt ra câu hỏi như sau ạ. Tôi muốn hỏi việc chia cổ tức khi đầu tư quỹ sẽ được quyết định ở đại hội nhà đầu tư hàng năm hay thuộc quyết định của công ty quản lý quỹ theo từng thời điểm? Xin phép mời chị Nga sẽ tiếp tục giải đáp câu hỏi này cho nhà đầu tư Thu Uyên ạ. Vâng, thì thông thường thì nếu mà về mặt chia cổ tức ấy, thì cái quyết định cuối cùng thì đương nhiên là ở tại đại hội nhà đầu tư. Thế thì nhưng mà thông thường thì sẽ được gọi là gì nhỉ, đề xuất bởi công ty quản lý quỹ. Thì vì sao mà công ty quản lý quỹ thì chưa đề xuất chia cổ tức cho nhà đầu tư, thì thực ra là cái câu hỏi này chúng tôi gần như năm nào cũng có nhà đầu tư hỏi rồi. Thì lý do thứ nhất ấy, thì việc chia cổ tức của quỹ nó cũng hơi khác so với cả chia cổ tức của công ty. Thì cổ tức của quỹ thì có thể, ví dụ như chẳng hạn khi mà quỹ quyết định chia cổ tức thì nhà đầu tư có quyền lựa chọn là tái đầu tư hay là nhận bằng tiền. Thì cái quyết định đó thì khi mà nhà đầu tư đăng ký, khi đăng ký mua quỹ thì đã có cái đăng ký đó rồi. Và trong cái đăng ký thì chúng tôi cũng nhận thấy là rất nhiều nhà đầu tư là đăng ký là mua gọi là tái đầu tư lại. Thế tuy nhiên thì nếu mà nhà đầu tư mà tái đầu tư, đúng không ạ, thì rõ ràng cái việc mà chia cổ tức sang nhà đầu tư tái đầu tư lại thì nhà đầu tư sẽ không được hưởng lợi gì, trong khi đó thì lại phải bị mất thuế trên cái cổ tức mà mình nhận được. Thành ra là chúng tôi thấy là cũng không có lợi cho nhà đầu tư. Và một cái điểm thứ hai nữa là mỗi lần chia cổ tức ấy, thì chúng ta sẽ phải trả một cái chi phí cho bên ngân hàng giám sát. Và như vậy thì cái phần chi phí đấy thì nó cũng khá là lớn nếu mà so với cả cổ tức mà chúng ta trả ra. Thì cân nhắc dựa những cái yếu tố đó. Và một cái điểm cũng quan trọng nữa là
Đối với cả chứng chỉ quỹ, nếu mà nhà đầu tư có nhu cầu mà rút tiền ấy, thì chúng ta có thể bán cái chứng chỉ quỹ để một phần để mà chúng ta thu tiền về. Và khi chúng ta bán chứng chỉ quỹ thì chúng ta chỉ phải chịu thuế 0,1% thôi. Tuy nhiên nếu mà chúng ta trả cổ tức ra thì chúng ta lại mất thuế 5% trên cái phần trả ra. Thì cân nhắc những cái yếu tố đó thì chúng tôi thấy là việc trả cổ tức thì nghe về hình thức thì có vẻ như là có lợi cho nhà đầu tư, có vẻ như là sẽ trả tiền ra cho nhà đầu tư, đúng không? Nhưng trên thực tế thì lại không có lợi cho nhà đầu tư. Và chúng tôi cũng cân nhắc, cũng có những cái thảo luận rất là nhiều lần ở trong cái đội ngũ đầu tư là liệu là mình có làm cái thứ mà mang tính hình thức đó hay không, để mà cho nhà đầu tư cảm thấy là ok, là tôi đầu tư vào tôi được trả tiền ra. Thế nhưng mà sau khi cân nhắc thì chúng tôi thấy là mình cũng phải nên làm những cái gì mà nó thực chất và nó có lợi cho nhà đầu tư. Thì chúng tôi đã quyết định là không đề xuất trả cổ tức cho quỹ. Và nếu mà quý nhà đầu tư mà trong quá trình mình tích lũy tài sản, mình đầu tư và mình cần một cái chút tiền nào đó để mà chi trả, thì mình hoàn toàn có thể bán một phần cái chứng chỉ quỹ của mình ra với mức thuế chỉ là 0,1%. Dạ, cảm ơn chị Nga. Cảm ơn chị Nga. Hy vọng là nhà đầu tư Lê Thị Thu Uyên đã có những cái câu hỏi, những cái mong là nhà đầu tư Thu Uyên đã có những cái chi tiết và lời giải đáp về cái câu hỏi về việc chia cổ tức. Và tiếp theo, nhà đầu tư Trần Xuân Toàn có đặt câu hỏi cho quỹ như sau ạ. Qua hơn một năm đầu tư chứng chỉ quỹ VCBF, MGF, tôi thấy giá chứng chỉ quỹ sụt giảm so với giá gốc khoảng 23%. Vậy lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư chưa thấy và đang còn bị âm vốn. Làm thế nào để ban quản lý quỹ gia tăng thêm niềm tin và lợi nhuận cho nhà đầu tư? Đối với câu hỏi này thì xin kính mời anh Triệu Vinh, Phó Giám đốc đầu tư của VCBF sẽ trả lời câu hỏi này. Xin kính mời anh Vinh ạ. Ok, trước hết rồi tôi xin cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư Xuân Toàn. Thì thực sự là tôi cũng chia sẻ cái quan điểm này của nhà đầu tư, vì tôi cũng là người đầu tư vào cái thời điểm IPO của quỹ. Nhưng mà sau một năm á, khi mà nhìn lại thì tôi thấy cái quyết định này thực sự là đúng đắn. Tại vì có hai lý do. Thứ nhất là tôi quyết định là cái phần tiền mà tôi đầu tư vào lúc IPO của quỹ á, là tôi phân bổ vào cổ phiếu trong tổng tài sản của tôi và tôi nắm giữ cho mục tiêu dài hạn. Cái thứ hai, khi tôi nhìn lại qua một năm cực kỳ khắc nghiệt của thị trường chứng khoán á, thực ra quỹ là vẫn ghi nhận mức lợi nhuận âm nhưng mà thấp hơn rất là nhiều so với lại cái mức giảm rất là cao của thị trường. Nhà đầu tư có thể thấy như phần trình bày trên của tôi, đó là quỹ MGF là giảm 20.2% nhưng mà thấp hơn rất là nhiều so với mức giảm của chỉ số tham chiếu là 41.4% và giảm hơn rất là nhiều so với lại mức giảm 32.8% của chỉ số VN Index. Và nếu mà nhà đầu tư nhìn lại, thực sự là nhìn lại những cái cổ phiếu mà trong nhóm mid cap của là cái nhóm tham chiếu của VN của chỉ số của quỹ MGF á, nhà đầu tư có thể thấy là có nhiều cổ phiếu giảm rất là kinh khủng. Họ cái giá cổ phiếu mất tới 70-80% giá trị trong năm vừa qua. Thì tôi nhìn lại tôi thấy là cái quyết định đầu tư của tôi tại thời điểm IPO của quỹ thực sự là rất là đúng đắn. Phần 2 của câu hỏi của nhà đầu tư đó là kỳ vọng trong tương lai như thế nào. Thực sự là trong ngắn hạn thì tôi không thể trả lời được, tại vì diễn biến của thị trường chứng khoán trong điều kiện hiện nay thì tôi cho rằng còn rất là nhiều cái biến động. Nhưng mà nhìn về dài hạn và nhìn vào những cái công ty mà chúng tôi đang đầu tư vào cho quỹ MGF ấy, và cái định giá hiện nay của các công ty ấy, thì chúng tôi rất là tin vào cái lợi nhuận khả quan của quỹ trong chung và dài hạn. Và thực tế là trong quý 1 năm nay thì quỹ cũng đã ghi nhận mức lợi nhuận là 4.1%. Và theo cập nhật cái số liệu mà chưa chính thức vào cuối ngày hôm qua đó, là quỹ ghi nhận mức lợi nhuận là gần 8%. Thì đó, thì tôi cho rằng là những cái cổ phiếu mà chúng tôi đầu tư vào chất lượng rất là tốt và định giá rất là thấp. Và vì những cái lý do đó thì tôi tin rằng là cái lợi nhuận trong tương lai của quỹ sẽ rất là khả quan. Và xin mong là nhà đầu tư Xuân Toàn là kiên nhẫn hơn và nhìn nhận đây là một cái kênh đầu tư dài hạn và kiên nhẫn. Và tôi tin rằng là với cái hai cái nhìn nhận như vậy á, thì nhà đầu tư sẽ thu được lợi nhuận khả quan trong tương lai. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn anh Vinh. Nhà đầu tư Xuân Toàn, qua đây thì chúng tôi cũng chỉ hy vọng quý nhà đầu tư hãy vững tin và kiên nhẫn hơn cùng đồng hành cùng VCBF. Và tiếp theo, nhà đầu tư Vũ Tùng Minh có đặt câu hỏi như sau ạ. Xin chào, tôi có thắc mắc về chi phí quỹ, cụ thể là phí quản lý quỹ. Phí này tăng khá cao so với cùng thời điểm năm ngoái, trong khi hiệu quả hoạt động của các quỹ lại thấp hơn. Tại thời điểm hiện tại thì chưa có lợi nhuận. Theo tôi được hiểu, phí quản lý chính là chi phí lương, thưởng của các thành viên hay ban quản lý đang mở rộng nhân sự hoặc
tăng thưởng cho các thành viên trong tình hình hoạt động kinh doanh lỗ. Như vậy có hợp lý không? Tôi xin cảm ơn. Và để giải đáp thắc mắc câu hỏi của nhà đầu tư Vũ Tùng Minh thì xin mời chị Hằng Nga, giám đốc điều hành quỹ VCBF sẽ trả lời cho nhà đầu tư ạ. Xin kính mời chị ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư Tùng Minh. Thì liên quan đến cái phí quản lý quỹ ạ, thì cái phần mà tính trên tỷ lệ NAV ý, thì nó sẽ không thay đổi đâu ạ. Đối với cả quỹ BCF, MGF thì cái chi phí quản lý quỹ là 1,9% và đối với quỹ TBF thì 1,5%. Và thậm chí là đối với quỹ FIF là cái quỹ trái phiếu ấy, thì để hỗ trợ cho cái lợi nhuận của quỹ, bởi trong cái giai đoạn đầu mà cái quy mô của quỹ nó còn rất là nhỏ, thì thậm chí là chúng tôi đã giảm cái mức phí quản lý xuống còn có 0,1%. Và cái mức này thì là nó đối với tất cả ba quỹ là MGF, BCF và TBF thì nó không đổi trong suốt từ thời gian thành lập quỹ đến bây giờ. Thế còn quỹ FIF thì từ năm ngoái là chúng tôi, từ năm 2021 thì đúng hơn là chúng tôi đã giảm cái mức phí xuống là còn có 0,1% thôi. Thế và nếu mà chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ chi phí hoạt động ở trên báo cáo tài chính ạ, thì chúng ta sẽ có một cái con số rõ hơn. Chi phí hoạt động này thì sẽ bao gồm cả là phí quản lý này, bao gồm cả cái phí mà trả cho ngân hàng giám sát lưu ký, thì tất cả những cái chi phí hoạt động đó ấy, thì ví dụ như cho quỹ BCF chẳng hạn thì năm ngoái chỉ là 2,24% thôi, hay là MGF thì là 2,4%, và TBS là 2%, rồi FIS là 1,2%. Thực ra là để có cái mức thấp như thế này ấy, thì một cái phần rất là lớn, bởi vì như chúng ta thấy là phí quản lý thì đã là 1,9% cho hai cái quỹ cổ phiếu rồi. Thế nhưng mà cái tổng cái chi phí hoạt động của chúng ta chỉ có 2,2% thôi ấy. Thì để có mức thấp như này thì nó một phần rất lớn là nhờ vào cái chiến lược là mua và nắm giữ của chúng tôi. Thế và nếu mà chúng ta mà mua bán liên tục ấy, thì cái chi phí này nó cũng sẽ tăng lên. Và điều này thể hiện là cái vòng quay danh mục, ví dụ như của quỹ BCF chẳng hạn chỉ là 17% thôi. So với cả rất nhiều những cái quỹ khác ở trên thị trường thì thậm chí là cái mức này có thể lên đến vài trăm phần trăm. Và cái chi phí hoạt động thì ở những cái quỹ mà có cái mức gọi là luân chuyển liên tục ấy, thì nó sẽ có thể lên tới cả 3%. Thì một cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh lại là cái chi phí này thực tế là không tăng so với cả NAV của quỹ. Và đương nhiên thì cái chi phí đó thì chính là cái chi phí mà chúng tôi để dùng để mà trang trải cho cái hoạt động của công ty quản lý quỹ. Thế nhưng mà cũng một cái điều rất là đáng lưu ý là nếu mà chúng ta trong cái lợi nhuận mà chúng tôi trình bày á, thì cái chi phí này đã được trừ ra rồi. Tức là ví dụ như chẳng hạn như là đối với quỹ BCF chẳng hạn thì năm 2022 mà giảm 17% ấy thì đã bị ảnh hưởng bởi 2% rồi. Tức là nếu mà chúng ta không có cái 2% chi phí đó thì quỹ chỉ giảm có 15% thôi. Như vậy là kể cả sau khi quý vị có trả phí cho chúng tôi 1,9% thì cái phần mà kết quả của quỹ nó cũng vẫn đang tốt hơn rất nhiều so với cả là lợi nhuận tham chiếu. Thì cũng quay trở lại cái câu hỏi của anh Vinh về MGF ạ, thì thực tế là nếu mà nhà đầu tư mà đầu tư ví dụ như chẳng hạn như là 100 triệu và cái lúc IPO vào VN70 chẳng hạn thì thậm chí là bây giờ họ chỉ còn có 60 triệu thôi. Thế nhưng mà nếu mà đầu tư vào quỹ chẳng hạn thì họ vẫn còn để khoảng hơn 80 triệu. Tức là chúng tôi đã giúp cho nhà đầu tư giảm lỗ được 20 triệu. Và trên thực tế thì theo tôi hiểu thì là thị trường chứng khoán năm ngoái ấy, có nhiều nhà đầu tư không chỉ là lỗ 40% đâu. Vì có những cái cổ phiếu thậm chí là giảm đến 60-70, thậm chí là 80%. Đấy thì cái giá trị của công ty quản lý quỹ mà mang lại chính là mang lại một cái lợi nhuận tốt hơn so với cả lợi nhuận tham chiếu. Thế còn giữa đầu tư cổ phiếu và tiền gửi ngân hàng thì chúng ta sẽ không thể nào so sánh được hàng năm, bởi vì là thị trường chứng khoán thì bản chất của nó là luôn luôn biến động. Chúng ta sẽ phải nhìn một cái lợi nhuận của quỹ trong một cái thời gian dài hạn. Ví dụ như là quỹ BCF chẳng hạn, chúng ta đã trải qua một cái thời gian thăng trầm rất là lâu rồi. Thế nhưng mà tính cho từ thời khi quỹ thành lập đến nay thì tính trung bình ra là hiện tại là vẫn là 11% một năm. Và đây là 11% là chúng tôi đang tính ở cái thời điểm hiện tại là thị trường nó rất là thấp, đúng không? Thế thì như thế là vẫn cao hơn so với cả gửi tiết kiệm. Thì nó hơi dài dòng một chút liên quan đến cái chi phí hoạt động này. Nhưng mà để nhà đầu tư có thêm thông tin và một cái nhấn mạnh là cái chi phí đó hoàn toàn không tăng qua các năm. Vâng, cảm ơn chị Hằng Nga. Để tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Phúc. Anh có đặt câu hỏi như sau ạ. Cho mình hỏi là có thể dùng tiền cổ tức từ quỹ để tái đầu tư, mua tiếp số lượng chứng chỉ quỹ để tạo lãi kép được không? Xin cảm ơn. Vâng, câu hỏi này thì xin mời chị Hằng Nga lại tiếp tục giải đáp cho nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Phúc ạ. Xin kính mời chị ạ.
Cảm ơn câu hỏi của anh Phúc. Thì thực ra thì cái câu hỏi về lãi kép này thực ra là chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều lần. Đúng là nếu mà để mà nói về lãi kép của cái quỹ cổ phiếu thì nghe nó cũng rất là khó, đúng không? Bởi vì là chúng ta cũng thấy là có khi là thị trường đi xuống thì không hiểu lãi kép ở đâu. Thì cái lãi kép ấy mà thể hiện ở quỹ cổ phiếu chính là cái lợi nhuận mà chúng tôi trình bày từ khi thành lập đến nay ấy. Thì ví dụ 11% một năm, đấy là cái cách mà chúng tôi đã tính dựa trên lãi kép rồi. Tức là nếu mà chúng tôi tính trung bình giản đơn thì nó không phải là 11, nếu tính trung bình giản đơn thì nó sẽ phải cao hơn, nó có thể là 12-13%, nhưng mà tính lãi kép thì nó sẽ là 11% một năm. Và cái lãi kép ở đây thể hiện nữa là cái lợi nhuận rồi những cái cổ tức mà chúng tôi nhận được ấy. Ví dụ chúng tôi bán một cái cổ phiếu chẳng hạn thì chúng tôi lại tái đầu tư vào cổ phiếu khác, hay là ví dụ như là cổ tức nhận được thì chúng tôi sẽ tái đầu tư vào cổ phiếu khác. Thế còn nếu mà đối với cả nhà đầu tư chẳng hạn, ví dụ bây giờ quỹ mà trả cổ tức ra, thế xong rồi nhà đầu tư lại dùng cái tiền đấy để tái đầu tư vào quỹ, thì thực ra nó cũng không khác gì cái việc là nhà đầu tư vẫn nắm giữ cái chứng chỉ quỹ đó đâu. Bởi vì như nào, ví dụ như chẳng hạn như quỹ BCF của chúng ta, ví dụ bây giờ giá là 25.000 đúng không? Nếu mà chúng ta trả ra là ví dụ 1.000 đồng một cổ phiếu thì nhà đầu tư có thể mua thêm, ví dụ như chẳng hạn nếu mà nhà đầu tư đang đầu tư là có 100 cái chứng chỉ quỹ đấy chẳng hạn đúng không? Thì mà chúng ta trả ra 1.000 thì chúng ta sẽ được khoảng 10.000 đúng không? Đấy, 10.000 đồng. Thế và chúng ta có thể tái đầu tư lại, mua lại cái chứng chỉ quỹ đấy, thì bây giờ giá cái chứng chỉ quỹ đấy nó không phải là 25.000 nữa, nó sẽ bị giảm xuống, nó còn 24.000 thôi. Bởi vì là chúng ta đã trả ra mất 1.000 rồi đúng không? Thì chúng ta dùng cái 10.000 đấy chúng ta lại mua 24.000, thì cái số lượng chứng chỉ quỹ của chúng ta tăng lên. Nhưng mà khi mà chúng ta nhân với cái số giá, cái giá mới ấy, 24.000, chẳng hạn ví dụ trước đây chúng ta có 100 cổ phiếu, thì bây giờ chúng ta sẽ có 100, tôi nghĩ là khoảng 104 cổ phiếu gì đấy. Đấy đúng không? Thì chúng ta nhân với 24.000 thì so với cả 100 nhân 25 thực ra về tổng cái giá trị chúng ta sẽ là không thay đổi. Đấy, nên là không phải vì cổ tức mà chúng ta tái đầu tư mà chúng ta có tạo ra lãi kép đâu, chúng ta giữ ở trong quỹ thì chúng ta vẫn tiếp tục tạo ra lãi kép. Dạ vâng, cảm ơn chị Nga. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã giải đáp gần hết các câu hỏi của quý nhà đầu tư. Và quý nhà đầu tư, nếu mà mình còn có những cái câu hỏi nào thì quý vị hãy tranh thủ đặt câu hỏi dành cho các anh chị trong ban điều hành quỹ ạ. Tiếp theo sau đây thì tôi có nhận được câu hỏi của nhà đầu tư Phan Hiền, có hỏi như sau ạ. Tôi đầu tư vào quỹ MGF lúc giá chứng chỉ quỹ là khoảng 6.900 gần cuối năm trước, hiện tại đã lãi hơn 20%. Dạ vâng, xin chúc mừng anh ạ. Ban điều hành cho hỏi là chiến lược của quỹ là gì để bảo vệ thành quả của cổ đông? Liệu có chia cổ tức hay tôi nên đổi sang quỹ khác an toàn hơn để đảm bảo thành quả? Cảm ơn ban điều hành. Vâng, và câu hỏi này thì có lẽ là để giám đốc đầu tư chị Nga sẽ giúp anh ạ. Xin mời chị ạ. Chắc là tôi sẽ chia sẻ tiếp, và nếu anh Vinh có bổ sung gì thì anh Vinh sẽ bổ sung. Thì thực ra là chúc mừng chị thì đã dũng cảm đầu tư khi mà cái cổ phiếu, cái giá của chứng chỉ quỹ nó giảm. Thực ra thì chúng tôi cũng rất là mong là nhà đầu tư có cái dũng cảm này, bởi vì thực ra thì cái nguyên tắc của cái việc đầu tư là chúng ta phải đầu tư lúc thấp và bán lúc cao. Tuy nhiên thì thực tế là chúng tôi nhận thấy là có rất nhiều nhà đầu tư thì lúc mà nó lên cao thì mới đi đầu tư. Thì tôi cũng chúc mừng nhà đầu tư là mình đã đầu tư rất là đúng khi mà thị trường nó giảm. Thế thì đến nay thì chúng ta đã được 20%, thì có thể nói là trong một cái thời gian ngắn như vậy thì được 20% thì mình cũng rất là muốn có động lực để bán đi để mà bảo toàn cái lợi nhuận này, đúng không? Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhấn mạnh là đối với cả những cái cổ phiếu mà chúng tôi đang nắm giữ ở trong cái quỹ MGF ấy, thì cái tiềm năng tăng trưởng dài hạn nó còn rất là nhiều. Đấy, như anh Vinh cũng có chia sẻ rồi, thực ra là có những cái cổ phiếu nó mặc dù là rất tốt và cái lúc chúng tôi mua thì chúng tôi nghĩ là cái giá đấy đã rất rẻ rồi, nhưng mà do cái tâm lý của thị trường thì vẫn tiếp tục giảm. Thế thì tất cả những cái cổ phiếu mà chúng tôi đang nắm giữ ấy, thì cái tiềm năng tăng trưởng của chúng tôi nghĩ là có những cổ phiếu thậm chí là nếu mà cái giá mục tiêu mà chúng tôi đặt ra ấy, nó sẽ rất là xa so với cả cái giá này. Và khi thị trường hồi phục ấy thì nó không phải là chỉ là tăng 20% đâu, mà nó sẽ là một cái số mà nhiều khi mình sẽ không thể ngờ tới được. Thế nên là chúng tôi nghĩ là khi mình đầu tư vào cổ phiếu thì mình cố gắng là dài một chút. Mình có thể ví dụ hôm nay là tăng 20% lãi này, sang đến ví dụ tháng sau có một cái sự kiện gì đấy, có thể giá nó lại bị giảm đi một chút, đúng không? Thế và nó có không phải 20%, có thể là còn 10% thôi, mình sẽ rất tiếc, mình bảo là tại sao 20% mình không bán đi và bây giờ mình có thể mua lại. Đấy,
Tuy nhiên ấy, thì trên thực tế là chúng ta sẽ không làm được cái điều đó đâu, bởi vì là lúc mà giảm 10% thì nó sẽ có một cái sự kiện gì đấy xảy ra và lúc đấy chúng ta sẽ rất là lo sợ và chúng ta sẽ thường là chúng ta tâm lý không đầu tư. Thế thì khi mà thị trường nó hồi phục, nó có thể không phải 20%, nó có thể thậm chí là lên đến 5-70%, và thậm chí nếu chúng ta để dài hơn, ví dụ như BCF mà chúng ta để từ cái hồi thành lập đến bây giờ chẳng hạn, thì bây giờ nó đã 2.5 lần chứ không phải là 20% nữa đấy. Thì chúng ta, nếu chúng ta không đầu tư lại cái lúc nó giảm thì chúng ta sẽ bị bỏ lỡ cái cơ hội cao hơn rất nhiều. Và với cái kinh nghiệm của chúng tôi đã làm ấy, thì chúng tôi cho thấy rằng là cái việc mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội mua những cái nắm giữ cái lúc thấp và bỏ lỡ cơ hội lúc mà nó tăng cao ấy, thì thường là sẽ còn bị gọi là ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với cái việc là chúng ta chịu một cái lỗ ngắn hạn ấy, hay là chúng ta chịu một cái lãi thấp hơn trong ngắn hạn. Thế chính vì thế mà tôi cũng khuyên nhà đầu tư là nhà đầu tư hãy cố gắng kiên nhẫn, bởi vì những cái gì mà chúng tôi đang nắm giữ ấy, thì nó vẫn còn tiềm năng tăng giá rất là dài hạn ở trong tương lai. Và cái phương pháp đầu tư của chúng tôi thì vẫn không thay đổi, như là anh Vinh cũng đề cập và tôi cũng có đề cập rồi, chúng tôi sẽ vẫn là dựa trên những lựa chọn những cái cổ phiếu mà có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Có thể là trong ngắn hạn bị ảnh hưởng yếu tố tâm lý thì đấy là cái cơ hội để mà chúng tôi mua, chúng tôi nắm giữ, và cái vấn đề chỉ là thời gian, vấn đề là chúng ta sẽ phải chờ đợi thôi. Đấy, còn chúng tôi sẽ không gọi là thấy là một số các cái cổ phiếu mà đã tăng 20-30% chúng tôi sẽ bán đi để mà đảm bảo cái lợi nhuận cho nhà đầu tư đâu, mà chúng tôi sẽ tiếp tục nắm giữ khi mà chúng tôi thấy là cái giá hiện tại vẫn còn rất là thấp. Đấy, thì không biết anh Vinh có muốn bổ sung gì không? Cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư Phan Hiền. Thì tôi nghĩ là chị Nga đã trình bày rất là chi tiết rồi á, thì nên tôi xin bổ sung thêm hai ý thôi. Thì nếu mà nhà đầu tư hỏi là liệu có chia cổ tức hay không á, thì chị Nga đã trả lời rằng là cái việc chia cổ tức là không có lợi cho nhà đầu tư. Và nếu nhà đầu tư muốn gọi là cash out hay là rút tiền về đó, thì nhà đầu tư nên đặt câu hỏi là nếu mình rút tiền về mình sẽ làm cái gì với tiền đó. Cái thứ hai là nếu mà nhà đầu tư đổi qua cái quỹ khác an toàn hơn hay không á, thì lại tùy thuộc vào cái kỳ vọng lợi nhuận và kỳ vọng rủi ro của nhà đầu tư, và cái thời gian nhà đầu tư muốn đầu tư cái số tiền này á là nó dài hạn như thế nào. Thì giả sử là chúng tôi cũng có những cái quỹ khác là quỹ BCF và quỹ TBF, thì đối với quỹ MGF á thì là kỳ vọng lợi nhuận cao hơn nhưng mà kỳ vọng rủi ro cũng sẽ là cao hơn hai quỹ còn lại. Thì đó là để trả lời những câu hỏi này, thì tôi cho rằng là nhà đầu tư cũng nên xem lại cái kỳ vọng lợi nhuận, kỳ vọng rủi ro của mình cũng như là thời gian đầu tư của mình để ra một cái quyết định hợp lý. Thì tại vì ở đây thì chúng tôi chưa có được những cái thông tin này, thành ra nếu mà nhà đầu tư cần thêm sự tư vấn của cái đội ngũ của chúng tôi á, thì có thể liên hệ với các bạn là customer client service của chúng tôi, thì các bạn sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư là để ra được cái quyết định chính xác. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn chị Hằng Nga và anh Triệu Vinh. Nhà đầu tư Lê Nguyên Quy có đặt câu hỏi như sau ạ. Xin chào, tôi hỏi là khi VCBF chọn công ty để đầu tư thì VCBF chỉ chọn những công ty được kiểm toán bởi Big Four phải không? Thì câu này có lẽ là lại mời chị Hằng Nga giải đáp cho nhà đầu tư Lê Nguyên Quy ạ. Cảm ơn câu hỏi của anh Quy. Thực ra thì có lẽ là nhà đầu tư khi hỏi câu này thì nhà đầu tư cũng quan tâm đến cái việc là VCBF đánh giá thế nào, tức cân nhắc cái yếu tố quản trị doanh nghiệp thế nào khi mà ra quyết định đầu tư, đúng không? Có thể nói là cái yếu tố bây giờ thực ra là không chỉ là quản trị nữa mà chúng tôi cân nhắc cả cái yếu tố là ESG, tức là những vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị. Thì những cái yếu tố đó thì sẽ được chúng tôi cân nhắc khi mà ra quyết định đầu tư. Thì trong đó thì quản trị thì có lẽ là cái yếu tố mà nhà đầu tư rất là quen thuộc rồi. Thì đây là một cái yếu tố mà VCF có thể nói là coi là một trong những yếu tố quyết định đối với cả việc đầu tư và một cái công ty hay không. Và vì sao? Bởi vì là chúng tôi nghĩ là tất cả thì đều là do con người, đúng không? Nếu mà một cái ban quản trị mà họ không có một cái mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị cho cổ đông, thì chắc chắn là dù cổ phiếu có lên, sau đó thì sẽ cái giá cổ phiếu có thể sẽ bị giảm và nó sẽ không tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ luôn luôn phải cân nhắc những cái đội ngũ quản lý mà họ quan tâm đến tạo giá trị cho cổ đông này, họ có cái yếu tố chính trực, và họ ngoài cái yếu tố tài năng ra thì cái yếu tố chính trực và cái yếu tố những tức là thực hành, họ áp dụng những cái thực hành quản trị tốt nhất là những cái yếu tố mà chúng tôi cân nhắc.
Thế và cái điều đó thì đã tránh được cho chúng tôi là không đầu tư vào rất nhiều những cái công ty mà chúng ta thấy là trong quá khứ có rất nhiều những công ty như kiểu FLC hay Roche, hay là thậm chí những một số những công ty mà chúng ta có thể thấy là nghe thì có vẻ cũng rất là tên tuổi ấy. Đấy, thế nhưng mà chúng tôi cũng không đầu tư bởi vì là chúng tôi cũng có những cái lo lắng về cái quản trị của công ty, không những về quản trị mà kể cả cái tư duy của đội ngũ quản lý nữa, bởi vì có những cái đội ngũ quản lý thực ra cái tư duy của họ là họ quá mạo hiểm chẳng hạn, họ ưa thích rủi ro chẳng hạn, thì là những cái đội ngũ đấy chúng tôi cũng không đầu tư. Thế thì đối với cả việc lựa chọn kiểm toán ấy, thì đương nhiên cũng sẽ là một cái yếu tố để mà chúng ta có thể cân nhắc xem là cái quản trị của công ty có tốt hay không. Thì thông thường những công ty mà quản trị tốt thì họ sẽ sử dụng Big Four, đúng là như vậy. Thì thế nên là thành ra là thông thường ấy, thì những cái công ty chúng tôi đầu tư thì sẽ kiểm toán được Big Four, nhưng mà nó có phải là 100% hay không, có phải là yếu tố quyết định hoàn toàn hay không thì cũng không hẳn. Cũng sẽ có những cái trường hợp mà có thể họ chưa dùng Big Four, nhưng mà khi mà chúng tôi đánh giá về cái hoạt động của công ty này, đánh giá cái đội ngũ quản lý thì chúng tôi vẫn thấy là họ có thể tin tưởng được, thì chúng tôi vẫn đầu tư, chẳng qua có thể một cái lý do nào đó mà họ chưa sử dụng Big Four thôi. Thế nhưng mà có thể nói là cũng gần như là 100% đấy, nhưng mà cũng không phải là đó là yếu tố quyết định. Dạ vâng, cảm ơn chị Hằng Nga. Và câu hỏi của nhà đầu tư Đỗ Trường Sơn có đặt câu hỏi như sau ạ. Quỹ FIF đã tận dụng sự tăng lãi suất của chứng chỉ tiền gửi thời gian qua như thế nào? Và câu hỏi này thì tôi xin kính mời chị Kim Anh. Chị Kim Anh hiện tại là đồng giám đốc đầu tư và phụ trách quỹ trái phiếu. Xin kính mời chị ạ. Vâng, cảm ơn nhà đầu tư Đỗ Trường Sơn. Thì tôi xin trả lời câu hỏi của nhà đầu tư như sau. Theo tôi hiểu thì ý của nhà đầu tư là muốn hỏi về các cái chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng, bởi vì đúng là cái lãi suất tiền gửi của các công ty này là có cái sự tăng trưởng về mặt lợi tức trong đặc biệt là quý 4 vừa qua và kéo dài cho đến tận bây giờ, và ở cái mức rất là cao. Tuy nhiên là nếu quý vị nhìn danh mục của chúng tôi thì sẽ thấy rằng là chúng tôi không có đầu tư thêm các cái chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng này. Nó cũng có một số lý do, nhưng hai lý do chủ yếu đấy là thứ nhất là cái dòng tiền của quỹ FIS, là dòng tiền mới vào là cũng rất là hạn chế, bởi vì mặc dù là quỹ cũng không bị những cái tình trạng là bán tháo mà diễn ra trên thị trường như tôi đã trình bày, tuy nhiên là cái dòng tiền mới vào thì nó rất là hạn chế. Thêm vào đấy thì do những cái bất ổn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp nên là quỹ FIS cũng phải dự trữ cái lượng tiền mặt nhiều hơn. Nếu các vị xem nhìn thì sẽ thấy là hiện giờ chúng tôi dự trữ lượng tiền mặt là khoảng hơn 10% so với NAV của quỹ, để đảm bảo là nếu như có những cái lệnh bán lớn thì chúng tôi sẽ có thể thực hiện được ngay và sẽ không phải bán những cái trái phiếu với một cái mức giá mà chúng tôi cho là không hợp lý. Đấy là một lý do, nhưng cái lý do quan trọng hơn ý, mà chúng tôi không đẩy mạnh đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi của các công ty tài chính tiêu dùng, đấy là theo chúng tôi đánh giá thì ở cái môi trường hiện tại thì cái mức lợi tức đó chưa tương xứng với cả cái rủi ro. Và cái nếu như các quý vị nhìn thì sẽ thấy rằng là trong năm vừa qua thì các công ty tài chính tiêu dùng đều có những cái sự gặp rất là nhiều khó khăn trong cái hoạt động kinh doanh của mình, nợ xấu tăng cao. Và cái với cái mức độ rủi ro như thế thì chúng tôi cảm thấy rằng là có rất là nhiều những cái cơ hội khác cho những cái lợi tức tương tự mà cái mức độ rủi ro lại thấp hơn nhiều, nên là chúng tôi lựa chọn những cái kênh đầu tư khác. Thế còn ngoài ra thì chúng tôi cũng có đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng, của các ngân hàng, thực ra ở đây cũng chủ yếu là của Big Four thôi, với cái mục đích là để đảm bảo rằng là khi mà có những cái lệnh bán lớn ấy, thì chúng tôi có thể bán những cái chứng chỉ tiền gửi này mà sẽ không bị ảnh hưởng đến cái lợi nhuận, bởi vì nếu như mà mình gửi ngắn hạn ấy, thì có thể cái lợi nhuận nó thấp, và nếu như mà mình phải phá những cái hợp đồng tiền gửi đấy ra thì mình sẽ bị hưởng lãi không kỳ hạn, trong khi nếu mình đầu tư chứng chỉ tiền gửi ngân hàng thì mình cũng có thể bán và hưởng một cái lợi tức tốt hơn. Thì hy vọng rằng là câu trả lời của tôi cũng đã cung cấp thêm thông tin cho nhà đầu tư. Dạ vâng, nhà đầu tư Lê Nguyên Quy đặt thêm câu hỏi cho quỹ như sau ạ. Xin chào, tôi muốn hỏi là nếu VCBF thấy có một công ty cực kỳ hấp dẫn để đầu tư
Vậy thì tôi xin lỗi, tôi xin phép được đọc lại câu hỏi này ạ. Xin chào, tôi muốn hỏi là nếu VCBF thấy có một công ty cực kỳ hấp dẫn để đầu tư, nhưng lúc đó quỹ đã đầu tư hết nguồn tiền sẵn có, vậy VCBF có xem xét thoái vốn khỏi một công ty đã đầu tư để có nguồn tiền đầu tư vào cơ hội mới này hay không? Để giải đáp câu hỏi này thì xin mời chị Nga là giám đốc đầu tư của VCBF ạ. Xin kính mời chị ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của nhà đầu tư Lê Nguyên Quy. Thì thực ra thì cái quá trình mà tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới cho quỹ thì luôn luôn là diễn ra. Thực tế thì VCBF thì có một cái đội ngũ phân tích, chúng tôi có 8 chuyên gia phân tích, và hàng ngày thì công việc luôn luôn là tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới, ngoài cái công việc là theo dõi những cái công ty mà chúng tôi đã đầu tư vào thì luôn luôn là tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới. Và khi mà có một cái cơ hội đầu tư mới mà chúng tôi thấy là rất hấp dẫn thì thông thường hấp dẫn ở chỗ nào? Hấp dẫn thì chúng tôi sẽ ngoài cái việc phân tích về toàn bộ cái tình hình hoạt động kinh doanh rồi cái đội ngũ quản lý của công ty, thì cái một cái yếu tố rất là quan trọng đó là cái định giá của công ty. Thì nếu mà cái định giá công ty chúng tôi thấy là nó có một cái tiềm năng tăng trưởng rất là cao trong tương lai, và nếu mà so với cả những cái rủi ro, bởi vì thực ra không phải lúc nào chúng tôi cũng chỉ có nhìn vào cái tiềm năng tăng trưởng mà chúng tôi sẽ nhìn vào rủi ro, tức nếu ví dụ có những cái yếu tố xấu xảy ra thì cái rủi ro nó có thể giảm giá đến mức nào. Thì nếu mà cái tiềm năng tăng trưởng rất là cao so với cả cái rủi ro giảm giá nó thấp thì rõ ràng là một cái cơ hội đầu tư tốt cho quỹ, và chúng tôi sẽ cân nhắc cái yếu tố đó trong cái tương quan với cả những cái cổ phiếu mà chúng tôi đang nắm giữ ở quỹ. Đấy, thì nếu mà chúng tôi thấy là cái cơ hội này đầu tư tốt hơn so với cả những cái công ty khác thì chúng tôi sẽ xem là có nên thoái vốn một cái công ty cụ thể nào ở trong quỹ không để mà thay thế bằng một cái công ty này. Ví dụ như chẳng hạn như trong cùng một ngành chẳng hạn, đúng không, thì cái việc có thể chúng tôi sẽ thay thế này. Đấy, nhưng mà cũng có một trong những cái trường hợp một cái khả năng xảy ra khác ấy, là chúng tôi sẽ không phải là thay thế hoàn toàn mà chúng tôi sẽ giảm tỷ trọng ở một số cổ phiếu đi để mà mình có cái tiền để mà phân bổ cho cái cổ phiếu này. Đấy, thì đó là cái quy trình mà chúng tôi tái cấu trúc danh mục, và cái quá trình đấy thì cũng thường xuyên, tức là chúng tôi thường xuyên tìm kiếm những cái cơ hội, nhưng mà chúng ta cũng nhìn vào cái vòng quay danh mục ấy ạ, thì chúng ta thấy là cái vòng quay danh mục năm 2022 thực ra là rất là thấp. Ví dụ BCF chỉ có 17% thôi. MGF cao hơn là bởi vì chẳng qua là năm ngoái chúng ta mới bắt đầu đầu tư. Thì 17% có nghĩa là gì? 17% có nghĩa là cái trung bình chúng ta nắm giữ ấy, một cái cổ phiếu đấy là trên 5 năm. Đấy, thì có thể thấy là cái mức độ mà chúng ta bán một cái cổ phiếu đó là đi đấy để mà mua một cổ phiếu mới thì nó rất là thấp. Tất nhiên là bởi vì năm ngoái thì chúng tôi đánh giá là một cái năm rất là khó khăn nên chúng tôi tiếp tục nắm giữ những cái cổ phiếu mà phòng thủ. Thì năm nay ấy, thì khi mà cái điều kiện kinh tế vĩ mô thay đổi thì có thể chúng ta sẽ thấy là có thể có cái hoạt động tái cơ cấu nó sẽ diễn ra nhiều hơn. Đấy, nhưng mà những cái công ty, bởi vì thực ra là thị trường của chúng ta thì cũng nhỏ thôi, đúng không, cũng không phải là nhiều, nên những cái công ty mà là tốt nhất ấy, mà cái định giá tốt nhất ấy có lẽ là cũng đã nằm trong quỹ rồi. Thế nên là cái việc mà tái cấu trúc chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không xảy ra quá nhiều đâu, chỉ có khi nào mà có những cái công ty, thứ nhất là niêm yết mới này, thứ hai nữa là có thể là giá của cổ phiếu đó, một cái cổ phiếu cụ thể nào đó nó bị giảm rất là nhiều trên thị trường, và chúng tôi có thể trước đây chúng tôi không đầu tư được mặc dù công ty rất là tốt, thế nhưng mà do giá quá cao chẳng hạn, thì khi mà giá nó giảm có cái cơ hội thì chúng tôi sẽ có thể là cân nhắc là bán những cổ phiếu khác đi hoặc là giảm tỷ trọng những cổ phiếu khác đi để mà mua cái cổ phiếu này. Thực ra một cái ví dụ rất là điển hình, có lẽ là nếu mà anh Vinh có thể chia sẻ thêm là cái cổ phiếu của công ty DigiWorld chẳng hạn, là cái công ty mà chúng tôi đánh giá là một công ty cũng rất là tốt, chúng tôi rất là thích ban lãnh đạo của công ty rồi ngành nghề của công ty, tất cả mọi thứ rất là tốt. Thế nhưng mà năm ngoái khi mà quỹ thành lập ấy thì cái giá của cổ phiếu rất là cao, và cao là vì sao? Bởi vì cái kết quả kinh doanh của công ty trong mấy năm trước đấy là rất là tốt, bởi vì là công ty làm có cái phân phối mới cho Xiaomi rồi cho Apple, và giá định giá thì đẩy lên rất là cao. Thì chúng tôi rất thích công ty nhưng chúng tôi không thể đầu tư được, và chúng tôi đã phải chờ đợi, và đến khi gần đây ấy, thì chúng ta thấy là cái cầu về cái hàng điện tử rồi hàng laptop nó bị giảm và ảnh hưởng đến kết quả công ty, thì giá giảm rất là mạnh, thì đó chính là cơ hội đầu tư của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ bắt đầu mua vào cái cổ phiếu này. Đấy, thì nếu mà anh Vinh muốn chia sẻ thêm này. Dạ anh Vinh ơi, không biết là mình có chia sẻ thêm về cái câu hỏi này không ạ? Dạ vâng.
À, vâng, dạ, và để tiết kiệm thời gian thì tôi xin phép đọc cái biên bản kiểm phiếu. À, và trong cái khoảng thời gian tôi học, nếu như mà quý vị nào mà có câu hỏi thì quý vị hãy cứ đặt câu hỏi cho ban đại diện quỹ quý vị ha. À, sau đây thì tôi xin phép đọc cái biên bản kiểm phiếu của Đại hội Thường niên Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF, BCF như sau. Thứ nhất là thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, có 96,4% nhà đầu tư tán thành, không có nhà đầu tư không tán thành và 3,5% không có ý kiến. Về nội dung thứ hai, thông qua các thay đổi của điều lệ thì có 96,4% tán thành, 3,5% không có ý kiến và 0% không tán thành. Về mục thứ ba là ủy quyền cho ban đại diện quỹ quyết định một số vấn đề thay mặt đại hội nhà đầu tư, có 96,3% tán thành, 3,5% không có ý kiến và 0,05% không tán thành. Đối với kết quả kiểm phiếu của quỹ đầu tư trái phiếu VCBF FIF, nội dung thứ nhất, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, có 99,9% tán thành, 0,003% không tán thành, 0,02% không có ý kiến. Với nội dung thứ hai, thông qua các thay đổi của điều lệ quỹ, có 99,9% tán thành, có 0,02% không có ý kiến và 0,003% không tán thành. Đối với ủy quyền cho ban đại diện quỹ quyết định một số vấn đề thay mặt đại hội nhà đầu tư thì có 99,9% tán thành, 0,003% không tán thành và 0,02% không có ý kiến. Về biên bản kiểm phiếu của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF FIF, về mục thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, có 99,7% tán thành, 0% không tán thành và 0,28% là không có ý kiến. Đối với nội dung thông qua các thay đổi của điều lệ quỹ, có 99,6% tán thành, 0% không tán thành và 0,3% không có ý kiến. Đối với nội dung ủy quyền cho ban đại diện quỹ quyết định một số vấn đề thay mặt đại hội nhà đầu tư, có 99,6% tán thành, 0% không tán thành và 0,33% không có ý kiến. Và cuối cùng là biên bản kiểm phiếu của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF, MGF. Về mục thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022, có 99,0% tán thành, 0% không tán thành và 0,9% là không có ý kiến. Đối với nội dung thông qua các thay đổi của điều lệ quỹ, có 99,0% tán thành, 0,05% không tán thành, 0,8% không có ý kiến. Và cuối cùng, nội dung về ủy quyền cho ban đại diện quỹ quyết định một số vấn đề thay mặt đại hội nhà đầu tư, có 99,0% tán thành, 0,02% không tán thành và 0,8% không có ý kiến. À, dạ vâng, à, vậy là cuối cùng thì chúng ta đã đi đến cái phần cuối cùng của chương trình. Và tiếp theo sau đây là phần thông qua biên bản đại hội. Thì sau đây cho tôi xin phép được đọc những cái mục chính của biên bản đại hội như sau ạ. Biên bản đại hội tóm tắt toàn bộ chương trình đại hội của 4 quỹ đã diễn ra ngày hôm nay và bao gồm các mục chính như sau. Thứ nhất, thông qua điều kiện tổ chức đại hội, chủ tọa đại hội, chương trình đại hội, ban kiểm phiếu và ban thư ký đại hội. Thứ hai, báo cáo tài chính của quỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 và cập nhật tình hình hoạt động đến ngày 31 tháng 3 năm 2023. Thứ ba là báo cáo của ngân hàng giám sát. Thứ tư là báo cáo của ban đại diện quỹ. Thứ năm, các nghị quyết thông qua tại đại hội. Và thứ sáu là báo cáo của ban kiểm phiếu. Cuối cùng là thông qua biên bản nghị quyết của đại hội. Hy vọng vừa rồi thì quý vị cũng đã có cái khoảng thời gian
được trao đổi trực tiếp với ban đại diện quỹ cũng như là đối với các anh chị trong ban đầu tư. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất đại hội. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia của quý vị. Và cuối cùng thì xin kính chúc tất cả quý vị sức khỏe, bình an, vững tin và luôn đồng hành cùng VCBF đầu tư thắng lợi. Xin cảm ơn quý vị ạ.